Quý vị khán thính giả thân mến, nhắc tới Cuba, người ta không chỉ hình dung về phong cảnh nhộn nhịp, nóng bỏng của những bữa tiệc dọc theo bờ biển, du lịch, âm vang vũ điệu Latin hay vẻ hùng vĩ của núi rừng và những cánh đồng xì gà trải dài ngút ngát. Người ta còn nghĩ đến bao nỗi ưu tư của đông đảo người dân đất nước Cuba, tuy thân thiện, hôn hậu mà khắc khổ bởi mấy chục năm qua, họ phải sống trong chế độ cấm vận từ bên ngoài và nền kinh tế tập trung bao cấp trong nước. Với cảnh từng đoàn người dân xếp thành hàng dài chờ mua các nhu yếu phẩm cần thiết, từ lương thực thực phẩm như gạo, bột mì, thịt và trứng, sữa vân vân và vân vân, đến các vật dụng nhỏ bé thường ngày tại đất nước này cũng phải mua theo phân phối và chúng thì trở nên rất là hiếm. Đơn cử như một chiếc túi ni lông mỏng dính và hoàn toàn miễn phí mà các bà, các mẹ, các chị ở Việt Nam thường được chủ cửa hàng đưa cho để mà đựng rau cỏ thịt thà mỗi khi đi chợ hàng ngày. Thì tại Cuba, nó cũng được coi là một thứ quý hiếm và xa xỉ. Thậm chí ở chợ đen, một chiếc túi ni lông như vậy có thể bán với giá gần 1 đô la Mỹ. Về tình tiết nhỏ xíu này, quý vị vẫn không nghe nhầm đâu. Còn một điều nữa, Cuba là một quốc gia hiếm hoi trên thế giới mà hiện tại người dân vẫn đang phải dùng tem phiếu thay cho tiền mặt để mà mua các nhu yếu phẩm tại các cửa hàng mậu dịch quốc doanh. Nhắc tới hiện thực này, đã từng có mấy câu thơ trong dân gian làm chứng như sau. Thương về giải đất Cuba, người dân chân chất nhưng mà khó khăn, duy trì bao cấp nhiều năm, vẫn dùng tem phiếu, vẫn đang xếp hàng. Và bây giờ không dài dòng thêm nữa, nếu như quý khán thính giả vẫn muốn khám phá thêm về đất nước và cuộc sống của người dân Cuba từ phía bên kia bán cầu trái đất, vậy mong mọi người hãy hào phóng bấm like để biểu thị sự kết nối và đồng hành cùng Lê Minh để cùng khám phá những điều kỳ thú về quốc gia này nhé. Rất quyến rũ, rất suy tàn, Havana có giàu sang nghèo hèn. Vừa mê hoặc, quyến rũ, vừa suy tàn, đổ nát là miêu tả về thủ đô La Habana trong con mắt của nhiều du khách khi đến với nơi này. Dù đã đi qua nhiều tỉnh thành của Cuba, nhưng có thể người ta vẫn yêu và ấn tượng với La Habana nhất. Thủ đô hơn 500 tuổi này thực sự là một kho báu kiến trúc cổ, một thành phố lộng lẫy, duyên dáng, song cũng chứa nhiều sự mâu thuẫn mà trong con mắt của những người ghé thăm, nó chưa bao giờ hết thú vị. La Habana cũng có khi được nhiều người gọi là Havana, là một nơi có những tòa nhà rất đẹp, khang trang, cửa hàng hiện đại, nhưng ngay đối diện chúng lại có những căn nhà sập xệ, đổ nát. Sự phân chia giai cấp giàu nghèo ở Cuba khá rõ rệt. Cùng ở La Habana, nhưng có những quận như Vedado, Miramar thì tập trung nhiều căn nhà đẹp hiện đại. Chủ sở hữu có thể là quan chức hoặc giới thượng lưu, có điều kiện kinh tế tốt. Song khu Centro hay khu phố cổ lại có nhiều căn nhà đổ nát, những khu tập thể cũ kỹ nghèo nàn, nhiều thế hệ gia đình cùng chung sống qua các thế hệ. Chúng vô tình hòa quyện với nhau thành một khung cảnh đẹp theo cách mâu thuẫn. Sự tương phản ngay chính tại trung tâm thủ đô ấy của đất nước Cuba quả thật là hiếm nơi nào trên thế giới có được. Vẫn còn sử dụng phiếu tem, người dân vất vả bon chen xếp hàng. Điều làm du khách bất ngờ khi khám phá Cuba là ở đây vẫn lưu hành tem phiếu. Người dân sử dụng tem để tới những cửa hàng mậu dịch và đổi lấy gạo, sữa, trứng, bánh mì hàng tháng. Tuy nhiên công việc này không hề dễ dàng chút nào. Có khi một người dân phải xếp hàng cả buổi chỉ để nhận về 2-3 mẩu bánh mì, không đủ dùng cho cả gia đình trong một bữa. Đa số các mặt hàng thiết yếu và lương thực thực phẩm đều bị cấm tự do buôn bán ở Cuba, và người dân chỉ có thể trao đổi lẫn nhau một cách âm thầm lặng lẽ. Ví như, tôi có 3 cân bột mì để dành từ hồi mua bằng tem phiếu, nay đem đổi với bà một bánh xà phòng hay một hộp sữa. Chuyện này chỉ hai gia đình ta biết thôi nhé. Kiểu như vậy. Đương nhiên người ta cũng có thể tìm mua một số thứ ở các thị trường chợ đen, nhưng với mức giá trên trời mà tiền mặt với người dân lao động Cuba, ngay cả với những người sống giữa trung tâm thủ đô cũng là vô cùng thiếu thốn. Được biết, trước đại dịch viêm phổi Vũ Hán, tem phiếu được chính phủ phát miễn phí và ngắn hạn cho người dân bản xứ có hộ khẩu. Hiện tại, khi tình hình dịch bệnh đã cải thiện, người dân sử dụng tem phiếu kết hợp trả thêm tiền với một mức rẻ hơn mua ngoài chợ búa để mua đồ. Những sản phẩm thường được bán ở các cửa hàng mậu dịch là trứng, sữa, dầu ăn, thịt gà, gạo, đường, mắm muối, v.v. Mỗi hộ gia đình chỉ được mua theo đúng tiêu chuẩn tính theo đầu người, không được mua quá giới hạn. Người nước ngoài thì đương nhiên không được phát tem phiếu, chỉ có thể mua đồ tại chợ hoặc siêu thị hay từ các trung tâm thương mại, với giá cả cũng không hề rẻ chút nào.
Theo quan sát thì đa số các dịch vụ này chỉ phục vụ cho người nước ngoài, khách du lịch hoặc giới thượng lưu tại Cuba. Còn tầng lớp bình dân thì hiếm khi thấy họ bước vào các cửa hàng siêu thị hoặc các trung tâm mua sắm. Xe hơi cổ khắp phố làng, taxi cũng có xe sang mui trần. Những chiếc taxi tại Cuba được gọi là Maquina và Coco, là những chiếc ô tô cổ có màu sắc sặc sỡ và có thể có mui trần. Đương nhiên là chúng không hề có điều hòa. Trong đó, Coco là xe taxi mini màu vàng, chỉ có hai chỗ đằng sau và một chỗ cho người lái. Dạng taxi này thường chạy quãng ngắn trong thành phố với giá rẻ cho người dân. Đây cũng là một trong những điều thú vị hút khách nhất tại Havana khi nhiều du khách đến đây để check-in với loại taxi độc đáo này. Những chiếc xe cổ tại Cuba như khiến chúng ta được trở về với một không gian và phương tiện từ thế kỷ trước. Được biết, kể từ khi Cuba bị cấm vận, nước này không thể nhập khẩu ô tô hay xe máy hoặc các linh kiện cơ khí điện tử khác. Cuba cũng chưa đủ dây chuyền công nghệ và tiềm lực kinh tế tài chính để sản xuất ra các sản phẩm này. Bởi vậy, đa phần xe hơi của đất nước này là có từ trước thời kỳ cấm vận, tức cách nay ít nhất 6-70 năm về trước, và họ chỉ có thể tự vá víu tôn tạo lại chúng theo nhiều cách. Nên mới nói Cuba rất nhiều xe cổ và thợ sửa chữa cơ khí tại Cuba cũng rất lành nghề, chăm chỉ và sáng tạo. Chợ thường đóng cửa đầu tuần, mấy ai muốn cảnh phong trần bon chen. Chợ mua bán rau quả, thịt tại các thành phố trung tâm của Cuba thường sẽ không mở cửa vào thứ hai. Riêng các siêu thị thì vẫn mở cửa nhưng họ mở muộn và đóng sớm. Từ thứ hai đến thứ sáu, các siêu thị mở cửa từ khoảng 10 giờ sáng đến 19 giờ tối. Thứ bảy, chủ nhật khoảng 15 giờ chiều là đã đóng cửa rồi. Nếu muốn mua đồ vào thứ hai mà không vào siêu thị, bạn có thể mua ở những điểm bán lại hoặc là chợ đen với mức giá cao hơn. Và đương nhiên, bạn sẽ gặp phải rắc rối lớn nếu như mà bị phát hiện. Vì như trên đã nói, rất nhiều nhu yếu phẩm và mặt hàng thiết yếu bị nhà nước cấm người dân tự do buôn bán tại Cuba. Lại nói, phong tục nghỉ họp chợ ngày thứ hai không bắt nguồn từ đâu. Chỉ đơn giản là những người bán hàng ở chợ muốn dành thứ hai để nghỉ ngơi sau hai ngày cuối tuần buôn bán bận rộn. Âm nhạc là thứ thân quen, lạc quan vui vẻ cũng nên duy trì. Một trong những điều đặc biệt tại Cuba là những điệu nhạc Mỹ Latin. Mọi ngóc ngách tại Cuba đều có âm nhạc, thuộc đủ mọi thể loại và hình thức. Từ những bản nhạc cổ điển đến nhạc salsa rộn ràng, không khí luôn vui tươi và nhộn nhịp. Người Cuba nói riêng hay người Mỹ Latin nói chung là linh hồn của những bữa tiệc. Họ không ngần ngại thể hiện bản thân và cảm xúc của mình. Dù cuộc sống còn bao khó khăn thiếu thốn, nhưng theo một cách nào đó, hoặc cũng có thể là do đã quá quen rồi, nên nhiều người vẫn tỏ ra khá lạc quan và thích mang lại năng lượng tích cực cho tất cả những người xung quanh. Người dân Cuba mang theo trong mình sự nồng nhiệt. Những giai điệu âm nhạc và điệu nhảy nóng bỏng dường như luôn có sẵn trong dòng máu của họ vậy. Mến nhau nào kể suy vi, có câu đồng cảm cũng vì tương liên. Người Cuba chào hỏi nhau bằng những cái ôm và thơm má. Đầu tiên, du khách Á Đông có thể cảm thấy chưa quen do điều này có sự khác biệt về văn hóa. Tuy nhiên, với những ai đã từng làm việc và sinh sống ở đây, dần dần có thể khiến người ta cảm thấy tuyệt vời, đáng yêu và ngọt ngào. Du khách tới Cuba luôn gặp được sự chào đón và cảm nhận được sự vui vẻ, thân thiện, mộc mạc của người Cuba khi gặp mình. Khi bạn giới thiệu mình là người Việt Nam, dân bản địa có thể thể hiện sự yêu mến đặc biệt hơn chút. Một số người Cuba gọi Việt Nam là đất nước của những người cần cù chăm chỉ và dường như họ tìm thấy một sự đồng điệu nào đó. Khác nhau phong tục vùng miền, ăn theo đĩa chẳng chung phiền đến ai. Người Cuba thường sử dụng dụng cụ ăn bằng đĩa, dao và thìa dĩa. Trong mỗi bữa ăn, họ sẽ chuẩn bị cho mỗi người một đĩa ăn và một khẩu phần riêng được bày lên đó, có thể là cơm, thịt và salad. Họ không có thói quen bày món ra thành từng đĩa, từng món và gắp ăn chung như ở Việt Nam. Cuba không mạnh về văn hóa ẩm thực. Ẩm thực của nước này dường như là sự pha trộn và biến tấu của các món đặc sản ở các nước láng giềng. Ở Cuba, người ta thường ăn cơm nấu trộn đỗ đen. Khi nấu, họ thường cho thêm muối và một chút dầu ăn lẫn vào. Những quán đồ ngoại quốc như Italy, Pháp, Nhật, Trung Quốc tại Cuba chủ yếu phục vụ khách du lịch do giá cả thường khá cao và người dân bản địa ít có điều kiện thưởng thức. Ngoài ra, Cuba còn nổi tiếng với các loại rượu và cốc tai, đặc biệt là xì gà. Thương hiệu xì gà Cuba vốn từ lâu đã nổi tiếng trên toàn thế giới. Tuy nhiên, người dân lại không được phép tự ý vận chuyển và buôn bán mặt hàng này ra nước ngoài. Bởi như trên đã nói, các sản phẩm và lĩnh vực kinh doanh thiết yếu tại Cuba đều đặt dưới sự quản lý của nhà nước và các mô hình quốc doanh. Tôm hùm có 102, vừa to vừa rẻ, gấp 2 xứ mình. Tôm hùm được đánh bắt từ môi trường tự nhiên của Cuba nổi tiếng là to, ngon và đặc biệt là rất rẻ.
Khi vừa sang Cuba, du khách có thể được giới thiệu bằng một câu nói vui rằng: ở Cuba tôm hùm bò đầy đường. Một điều lạ là tôm hùm tại Cuba thường được mua và tính theo đuôi, theo con, chứ không ai tính tiền theo kg. Giá cho 5 đến 7 con tôm hùm cỡ lớn vào thời điểm trước khi diễn ra dịch bệnh dao động từ khoảng 600 đến 700 peso. Hiện tại, do giá trị đồng tiền xây dịch từng ngày nên giá cả hàng hóa cũng thay đổi liên tục. Cũng với 5 con tôm hùm lớn, nhưng giá sẽ rơi vào khoảng 1.200 đến 1.400 peso, tức là khoảng 1,5 triệu đồng. Rất rẻ phải không quý vị? Cảnh quan khí hậu hữu tình, lắm khi vừa lạnh trung bình đã run. Khí hậu Cuba là nhiệt đới ôn hòa, tuy nắng gió quanh năm nhưng dễ chịu. Vì vậy quốc đảo này là điểm du lịch yêu thích của những vị khách châu Âu muốn tìm tới đây để trốn cái lạnh. Người Cuba từ xa xưa đã quen với nắng ấm quanh năm, nên nếu vào tháng 11-12, nhiệt độ hạ xuống dưới 18 độ C một chút xíu là họ đã cảm thấy rất là lạnh rồi. Wi-Fi là thứ ít dùng, có Internet cũng không tầm thường. Internet không thực sự phổ biến tại Cuba. Các gia đình tại Cuba không dễ dàng để lắp đặt nổi Wi-Fi. Tính tới cuối năm 2018, nước này mới triển khai sử dụng mạng 3G thí điểm và tới tầm giữa năm 2019 thì nâng cấp lên 4G. Tuy nhiên cũng rất là hạn chế. Trước đó nếu muốn truy cập mạng, người dân phải ra công viên hoặc địa điểm công cộng nơi mà có mạng Internet. Rồi tiếp theo còn phải mua thẻ mới dùng được. Mạng công cộng khá chập chờn và ngồi bắt mạng thì hay bị muỗi đốt. Chỉ riêng dịch vụ du lịch tại Cuba là khá tốt. Cuba có vùng biển nhiệt đới với khí hậu ôn hòa. Đây là đất nước khá lý tưởng để du khách có thể du lịch tới vào bất cứ tháng nào trong năm. Khám phá Cuba, du khách cũng có thể trải nghiệm được nhiều thứ, ví như được nghe những câu chuyện lịch sử, những mẩu chuyện đời thường nho nhỏ được dân bản xứ chia sẻ. Bạn cũng có thể chứng kiến tận mắt và trải nghiệm một phần nào về cuộc sống khó khăn mà hồn hậu của người dân Cuba, hoặc khám phá được nhiều thú vị thông qua đời sống văn hóa, kiến trúc, âm nhạc, nghệ thuật, v.v. từ quốc gia nằm phía bên kia địa cầu này. Quý khán giả thân mến, thêm một món quà tinh thần nho nhỏ mà Lê Minh muốn gửi tới quý vị giữa hai hồi của câu chuyện để thêm phần thư thái, đó là nếu như liên kết 10 tiêu mục chủ đề video mà chúng ta vừa xem ở trên sẽ hợp thành một bài thơ tóm tắt về đất nước và con người Cuba như chúng ta đã biết. Tuy thi phẩm này không hàn lâm thâm thúy nhưng nó chân chất, thuận vần và bình dị như chính tâm hồn người dân, người lao động Cuba vậy. Giờ thì Lê Minh xin phép đọc bài thơ được ghép từ 10 tiết phụ của video này để quý vị cùng nghe chơi. Rất quyến rũ, rất suy tàn, Havana có giàu sang nghèo hèn. Vẫn còn sử dụng phiếu tem, người dân vất vả, bon chen xếp hàng. Xe hơi cổ khắp phố làng, taxi cũng có xe sang mui trần. Chợ thường đóng cửa đầu tuần, mấy ai muốn cảnh phong trần bon chen. Âm nhạc là thứ thân quen, lạc quan vui vẻ cũng nên duy trì. Mến nhau nào kể suy vi, có câu đồng cảm cũng vì tương liên. Khác nhau phong tục vùng miền, ăn theo đĩa chẳng chung phiền đến ai. Tôm hùm có 102, vừa to vừa rẻ, gấp hai xứ mình. Cảnh quan khí hậu hữu tình, lắm khi vừa lạnh trung bình đã run. Wi-Fi là thứ ít dùng, có Internet cũng không tầm thường. Kính thưa quý vị, nếu như chỉ bấy nhiêu câu chuyện nho nhỏ đó thôi vẫn chưa đủ để mọi người thỏa mãn sự hiếu kỳ mà mong muốn tìm hiểu sâu hơn về đất nước và cuộc sống của người dân Cuba. Vậy thì quý vị đừng sao lãng khỏi màn hình. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ tiếp cận sang những nội dung thú vị khác nữa. Chính sách cấm vận cùng nền kinh tế bao cấp đang ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân Cuba như thế nào? Lần dở về quá khứ, người ta biết được rằng vào ngày 7 tháng 2 năm 1962, Tổng thống Mỹ là John F. Kennedy đã mở rộng phạm vi lệnh cấm vận đối với Cuba. Theo đó, nước Mỹ đã cấm gần như hầu hết mọi mặt hàng xuất khẩu tới quốc gia này. Lệnh cấm vận trên đối với Cuba hiện cũng là lệnh trừng phạt kinh tế kéo dài nhất trên thế giới này. Cùng với đó là chính sách quản lý tập trung, bao cấp kéo dài do nhà nước và chính phủ Cuba đang thực hiện. Phải chăng đó là hai nguyên nhân khách quan và chủ quan, hệ trọng, dẫn đến thực trạng một đất nước Cuba như ngày nay? Vậy hệ quả cụ thể của nó là gì? Dưới lệnh cấm vận nêu trên của chính phủ Mỹ, các tàu chở hàng sẽ không được phép đậu ở cảng Mỹ trong 180 ngày nếu trước đó chúng đã từng đậu ở cảng Cuba. Điều này khiến các hãng vận tải quốc tế không muốn chở hàng tới Cuba. Các đồ điện gia dụng, phụ tùng xe hơi và thiết bị y tế có linh kiện và bộ phận được sản xuất tại Mỹ cũng bị cấm xuất khẩu sang Cuba. Washington chưa bao giờ phủ nhận lệnh cấm vận này là hà khắc. Thực tế, hà khắc mới là mục đích của lệnh cấm vận này. Nhưng nó cũng là nguồn gốc để các bên luôn đổ lỗi cho nhau. Phải chăng lệnh cấm vận của Mỹ là nguyên nhân khiến cho tình trạng thiếu thốn và nền kinh tế tồi tệ của Cuba đang diễn ra như ngày càng trầm trọng trong suốt mấy thiệp năm qua?
hay lệnh cấm vận chỉ là lý do mà giới chức Cuba viện vào để che giấu những yếu kém và sai lầm trong chính sách quản lý quốc gia của chính họ. Điều này hãy để cho sự thật lịch sử của chính người dân và đất nước Cuba cùng cuộc sống thực tại của họ tự trả lời. Ngõ hầu chỉ như thế mới chân thực và chính xác nhất. Có những người cách mạng với lập trường vững chắc luôn khăng khăng rằng lệnh cấm vận là lý do duy nhất khiến cho tình trạng khó khăn ở Cuba trở nên tồi tệ. Nhưng cũng có rất nhiều người dân Cuba và các nhà phân tích quốc tế khác không ngần ngại mà chỉ thẳng tay vào thể chế hiện tại. Một cách nhìn nhận về vấn đề là hai bối cảnh này đã tương tác với nhau trong 6 thập kỷ qua để sản sinh ra một thảm họa kinh tế và xã hội. Ông Ricardo Torres, một chuyên gia kinh tế Cuba và là nghiên cứu sinh tại Đại học American University tại Washington DC đã bình luận là như vậy. Rõ ràng là lệnh cấm vận đã gây áp lực cho sự phát triển của Cuba, nhưng tôi nghĩ hạn chế chính ở đây là cơ chế, mô hình kinh tế của Cuba. Kính thưa quý vị, cho dù bạn đứng về phía nào trong cuộc tranh luận thì có một điều không chối cãi được là tình trạng nghèo khó đã dẫn đến một làn sóng di dân với phạm vi chưa từng thấy trong nhiều năm qua tại Cuba. Vì khuôn khổ thời gian có hạn, dưới đây chúng ta chỉ tìm hiểu một câu chuyện đơn cử và đương nhiên hoàn cảnh sống cũng như câu chuyện đời của một gia đình, người dân tại đất nước Cuba không thể đại diện cho tất cả, nhưng ít nhất sẽ giúp cho chúng ta hình dung và đồng cảm được một phần nào đó với những khó khăn mà người dân tại đất nước này đang phải đối diện. Mariela Cruz là một trong những người mòn mỏi chờ có cơ hội đi khỏi Cuba, vốn đang bị bệnh ung thư. Bà mẹ hai con này đã kể với báo giới rằng hồi tháng 8 năm 2021 vừa qua, sau khi con trai bà bị bỏ tù khi chính quyền bắt bớ người biểu tình phản đối chính phủ một tháng trước đó vì biểu tình trên phố bị cấm ở Cuba và chính phủ đàn áp mọi hình thức chống đối. Do kiệt sức bởi các đợt hóa trị liệu, bà Cruz mệt mỏi về thể chất và chán nản về tinh thần. Việc người mẹ này lên tiếng về chuyện con trai bà bị bỏ tù đã đặt bà vào một tình thế xung đột trực tiếp với chính quyền. Giờ đây, Cruz bị coi là một kẻ phản cách mạng. Cuộc sống của bà vốn đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Cruz cho biết bà thường xuyên bị an ninh nhà nước hạch sách và gây khó dễ. Thực sự là tôi muốn rời đất nước này hơn tất cả. Với các vấn đề sức khỏe của tôi không có nguồn thu nhập và thuốc men cần thiết. Thậm chí thuốc giảm đau cũng không có. Không có thực phẩm, có những ngày tôi thậm chí không có gì để ăn. Tôi không thấy có tương lai cho tôi ở đây. Mô hình kinh tế nhà nước tập trung đã không lo được cho những người dân như bà Cruz. Chuyên gia kinh tế Ricardo Torres bình luận. Trong khi lệnh cấm vận cho phép chính quyền Cuba quay mặt đi hướng khác khi có nhiều vấn đề họ buộc phải giải quyết. Cho dù đó là nới lỏng kiểm soát đối với khối tư nhân, cải cách hệ thống ngân hàng không hiệu quả hay là giảm bớt sự kiểm soát xuất nhập khẩu rất chặt chẽ của quân đội chính phủ, Cuba vẫn có nhiều khả năng để cải cách tình hình đất nước, ông Ricardo Torres khẳng định như vậy. Với rất nhiều người Cuba di cư tới Mỹ, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã ban hành một chương trình thị thực nhân đạo mới. Hàng ngày, có hàng dài người Cuba mang giấy tờ tới xếp hàng tại lãnh sứ quán Mỹ ở La Habana. Lại nói, Cuba là quốc gia sở hữu nền kinh tế nông nghiệp, trong khi hầu hết đất nông nghiệp ở Cuba được canh tác bằng phương pháp thủ công và sử dụng sức kéo từ gia súc hay dùng máy cày từ thời Liên Xô cũ. Một mầm xanh cho quan hệ Mỹ-Cuba mới đến từ tiểu bang quê hương của ông Joe Biden, Delaware. Một phái đoàn nông nghiệp tới thăm Cuba và nói rằng họ hy vọng hai nước sẽ có một mối quan hệ thương mại bình thường hơn, với tiềm năng hợp tác ngày nay là lớn hơn bao giờ hết. Những người Cuba đã từng nghe những lời như vậy rồi, đặc biệt là trong giai đoạn quan hệ giữa Washington và La Habana tan băng giá dưới thời ông Obama. Và họ hiểu rõ là chỉ có Quốc hội Mỹ mới có thể bỏ được lệnh cấm vận. Vì có sự bất đồng quan điểm sâu sắc trong Hạ viện Mỹ, khả năng lệnh cấm vận được bãi bỏ là rất xa vời. Trong khi đó, sức khỏe của bà Mariela vẫn rất mong manh, khiến bà tính đến chuyện chấp nhận rủi ro lớn nhất, đó là vượt eo biển Florida bằng thuyền. Cho dù tôi còn sống được bao lâu, cho dù 2 năm, 3 ngày hay 1 tháng, tôi muốn sống trong danh dự, bà nói. Ở đây tôi không thấy có ngày mai, không có hy vọng. Người phụ nữ Cuba này buồn rầu kết luận như vậy. Cuba đang phải đối mặt với khủng hoảng kinh tế trầm trọng nhất kể từ 3 thập niên qua. Vào ngày 19 tháng 4 năm 2023, Quốc hội Cuba đã bỏ phiếu bầu tân chủ tịch nước và kết quả không có gì bất ngờ. Ông Miguel Díaz-Canel đã tái đắc cử nhiệm kỳ 2 vì ông là ứng cử viên duy nhất, không có tới người thứ hai. Kết quả bầu cử cũng theo đúng truyền thống lãnh đạo của quốc gia này. Với 97,66% phiếu bầu, tức là 459 trên tổng số 462 đại biểu đã bỏ phiếu cho ông. Ngay sau khi được bầu lại vào chức chủ tịch nước, Díaz-Canel đã hứa rằng chính phủ của ông sẽ giải quyết các vấn đề về thiếu hiệu quả tại Cuba để gia tăng mức cung hàng hóa và dịch vụ cho người dân, đồng thời kiềm chế lạm phát.
Ông cũng cực lực đả kích nạn quan liêu, tham nhũng mà theo như lời ông này nói là không thể chấp nhận được. Được biết, ông Díaz-Canel tái đắc cử chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba vào lúc nước này đang trải qua khủng hoảng kinh tế trầm trọng nhất từ 3 thập niên qua. Trước đó, vào năm 2018, ông Díaz-Canel đã là nhân vật đầu tiên thuộc thành phần dân sự lên nắm chức chủ tịch nước Cuba, thay thế hai anh em Fidel và Raúl Castro đã thay phiên nhau cầm quyền suốt từ cuộc cách mạng năm 1959. Lúc đó ai cũng hy vọng tân lãnh đạo, nguyên là một kỹ sư điện tử này, sẽ mang lại một luồng gió mới cho đảo quốc này. Thuộc thế hệ sinh sau năm 1959, Díaz-Canel được giao trọng trách thúc đẩy tiến trình cải tổ kinh tế đang vô cùng dài dặt do người tiền nhiệm Raúl Castro khởi xướng. Thế nhưng sau 5 năm cầm quyền, vị chủ tịch nước Cuba đã không thể chặn đứng khủng hoảng kinh tế bắt đầu từ năm 2018 với tình trạng khan hiếm lương thực, thuốc men, nhiên liệu, v.v. Và thêm một phần nữa cũng là do phía Hoa Kỳ tăng cường lệnh cấm vận được ban hành từ năm 1962 và một phần là do tác động của đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Từ đầu năm 2021, ông Díaz-Canel đã tiến hành cải tổ tiền tệ, chấm dứt việc áp dụng hối suất 1 đô la đổi 1 peso Cuba, một tỷ giá phi thực tế vẫn tồn tại từ bao thập niên qua. Nhưng cải tổ này lại gây ra những xáo trộn lớn hơn trong nền kinh tế Cuba, khiến lạm phát tăng vọt, đồng peso bị mất giá rất nhiều, người dân thì bất bình. Trong vòng 2 năm, tỷ giá chính thức của đồng tiền Cuba đã mất giá nghiêm trọng từ 14 peso trên 1 đô la lên thành 120 peso trên 1 đô la. Còn tỷ giá ở chợ đen thì lên tới 185 peso trên đô la. Chủ tịch Cuba cũng đã khuyến khích người dân kinh doanh cá thể và cho phép tư nhân thành lập các xí nghiệp cỡ nhỏ và vừa. Thế nhưng những biện pháp này đã không đủ để cải thiện tình hình kinh tế. Theo chuyên gia về quan hệ quốc tế Cuba, Arturo López Levy, hiện làm việc tại Hoa Kỳ, được hãng tin AFP trích dẫn, ông Díaz-Canel đã không tiến hành một sự chuyển tiếp toàn diện đến một nền kinh tế hỗn hợp. Vị chuyên gia này nhấn mạnh, một số thay đổi kinh tế đã không diễn ra theo dự kiến và những cải tổ khác thì không chắc là đã được thực hiện. Còn nhà chính trị đối lập Miguel Cuesta thì cho rằng chủ tịch Díaz tái đắc cử đúng vào lúc Cuba đang gặp hai cuộc khủng hoảng về mô hình kinh tế và khủng hoảng trong các cơ quan nhà nước đặc trách, hòng tìm ra các giải pháp thích hợp cho Cuba. Giới chuyên gia phân tích tình hình quốc tế cũng cho rằng, cho dù là một lãnh đạo có phong cách trẻ trung hơn, tân thời hơn hai anh em Castro, nhưng Díaz-Canel thực ra vẫn là một nhân vật của cơ chế, một đảng viên trung kiên của Đảng Cộng sản Cuba. Ông ta không hề có ý định cải tổ hệ thống chính trị của Cuba. Ông Díaz cũng đã tỏ ra không chút khoan nhượng đối với các cuộc biểu tình lịch sử ngày 11 tháng 7 năm 2021 của người dân Cuba. Thẳng tay đàn áp những người xuống đường đòi tự do, đòi cải thiện miếng cơm manh áo. Theo tổ chức phi chính phủ Cobalex trụ sở ở Miami, vào lúc đó khoảng 1.300 người dân biểu tình đã bị bắt giữ, trong đó gần 500 người bị tuyên các án tù lên đến 25 năm. Người dân Cuba ồ ạt vượt biên sang Mỹ. Cuba đang phải đối phó với làn sóng di cư lớn nhất kể từ năm 1960. Theo số liệu thống kê, kể từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 7 năm 2022, đã có hơn 177.000 người Cuba chạy vào Hoa Kỳ từ biên giới Mexico. Trong số đó, hơn 5.400 người đã bị phía Mỹ trả về Cuba. Trước tình hình này, lực lượng biên phòng Cuba và Hoa Kỳ đã phải kết nối các cuộc họp tại La Habana để thúc đẩy hợp tác chống buôn người, nhập cư bất hợp pháp, buôn ma túy và cứu hộ trên biển. Theo Bộ Nội vụ Cuba, được AFP trích dẫn, cuộc gặp mang tính kỹ thuật này diễn ra trong không khí tôn trọng và chuyên nghiệp. Phía biên phòng Mỹ cho biết Cuba cần gia tăng triệt phá các đường dây tổ chức vượt biên trái phép và lực lượng tuần duyên cũng cần tăng cường tuần tra trên biển Caribe. Thưa quý vị khán giả, gần đây lực lượng tuần duyên Mỹ mới cho hay là số người Cuba tìm cách vượt biển sang Mỹ đã tăng đáng kể trong những năm gần đây. Trong bối cảnh người dân phải vật lộn với đồng peso mất giá, khan hiếm thực phẩm và mất điện hàng ngày. Theo thông tin trên Twitter của một nhân viên tuần duyên Mỹ, khu vực Miami, chỉ trong khoảng 2 tuần, từ 27 tháng 8, đã có 219 người Cuba cập bến Florida. Hôm 7 tháng 9, tuần duyên Mỹ đã gửi trả 85 người khác trở về Cuba. Trước tình trạng nhập cư trái phép từ Cuba và Haiti ngày càng gia tăng, Bộ Nội vụ Mỹ cho biết sẽ tăng cường tuần tra và áp dụng luật cả ở trên không, trên biển và đất liền tại vùng Caribe. Quý vị và các bạn thân mến, ở nhiều quốc gia trên thế giới, mỗi khi có thiên tai nhân họa hay chiến tranh xảy đến là người ta lại chứng kiến những cảnh rối ren, hỗn loạn, cướp giật, hôi của tràn lan. Nhưng ở xứ sở mặt trời mọc thì lại khác. Nơi ấy, hàng vạn người đã từng mất hết nhà cửa và thậm chí mất hết người thân khi mà chiến tranh, động đất hay là sóng thần ập tới. Vậy mà họ vẫn lặng lẽ xếp hàng nhận từng nắm cơm trắng hoặc lặng lẽ cuộn mình trong những chiếc chăn mỏng xếp thành hàng, thành lối trong chỗ trú nạn,
không hỗn loạn, không tranh cướp, không một ai tích trữ, không một ai kêu than. Có chăng chỉ là những dòng nước mắt âm thầm như đang lặn vào tâm khảm. Lại nói, theo một điều tra xã hội học mang tầm quốc tế, thì người ta cho rằng Nhật Bản là nước xếp top 1 thế giới về ý thức cộng đồng và phẩm chất trung thực. Bởi đây là đất nước mà bạn dễ có cơ hội tìm được vật thất lạc nhất. Ví như lỡ có đánh rơi ví tiền, bỏ quên điện thoại ở nơi công cộng hoặc các đồ vật mà giá trị khác, thì ở Nhật Bản gần như cũng không có hoặc cực ít xảy ra trộm cắp vặt, và đặc biệt càng không bao giờ có khái niệm gọi là hôi của tại đất nước này. Vậy điều gì đã làm nên một Nhật Bản lạ kỳ đến như thế? Thậm chí ý thức cộng đồng, tính kỷ luật tự giác và khả năng vượt lên trên nghịch cảnh của người Nhật còn khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ và buông lời khen ngợi tán thán. Tinh thần trên của người Nhật đã để lại bài học gì cho mỗi chúng ta? Nếu quý khán thính giả quan tâm về chủ đề này, vậy xin đừng rời mắt khỏi màn hình. Hãy cùng đồng hành cùng Lê Minh và Tri Thức Mới trong video ngày hôm nay. Nhật Bản, lửa thử vàng, gian nan thử đức. Nhật Bản, lửa thử vàng, gian nan thử phẩm đức. Như trên đã nói, cảnh tượng mà truyền thông thế giới ghi nhận được sau thảm họa xảy ra ở Nhật Bản không phải là cảnh tượng hỗn loạn, cướp giật, hôi của, mà là cảnh đoàn người trật tự xếp hàng chờ đợi hàng cứu trợ. Dù khi tới phiên mình thì có thể lương thực đã hết nhưng họ vẫn kiên nhẫn xếp hàng. Nhiều câu chuyện kể lại rằng có nhiều người đã nhường khẩu phần của mình cho người khó khăn hơn. Tại một cửa hàng khác đã tan hoang vì động đất, người ta thấy một máy ATM và nhiều thùng lương thực bên trong vẫn còn nguyên vẹn, mặc dù xung quanh không có ai bảo vệ. Tờ Telegraph ghi nhận, hàng hóa dù rất khan hiếm, lương thực thiếu thốn, nhưng không hề có tình trạng đầu cơ tăng giá bán, các siêu thị giảm giá 20% và các chủ máy bán nước tự động phát không nước uống cho mọi người. Tất cả cùng đoàn kết để tồn tại. Du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản chia sẻ, không thấy cảnh cướp bóc, chen lấn, xô đẩy nơi mua thức ăn hay trong ga điện ngầm đang tắc nghẽn. Mọi người xử sự rất bình tĩnh, dù ai cũng đều căng thẳng và lo lắng. Giá cả thị trường Nhật Bản cũng không nhân dịp này mà bị tăng lên. Anh Hà Minh Thành, một người Việt ở Nhật Bản đã gửi mail kể một câu chuyện như sau. Tối hôm qua em được phái tới một trường tiểu học phụ giúp hội tự trị ở đó để phân phát thực phẩm cho những người bị nạn. Trong cái hàng rồng rắn những người xếp hàng ấy, em chú ý đến một đứa nhỏ chừng 9 tuổi, trên người chỉ có chiếc áo thun và quần đùi. Trời rất lạnh mà nó lại xếp hàng cuối cùng, em sợ đến phiên của nó thì chắc chẳng còn thức ăn, nên mới lại hỏi thăm. Nó kể nó đang học ở trường trong giờ thể dục thì động đất và sóng thần ập đến. Cha của nó làm việc gần đó đã chạy đến trường. Từ ban công lầu 3 của trường, nó nhìn thấy chiếc xe và cha nó bị nước cuốn trôi. 100% khả năng chắc là chết rồi. Hỏi mẹ nó ở đâu? Nó nói nhà nó nằm ngay bờ biển, mẹ và em của nó chắc cũng không chạy kịp. Thằng nhỏ quay người lau vội dòng nước mắt khi nghe em hỏi đến thân nhân. Nhìn thấy nó lạnh, em mới cởi áo khoác cảnh sát trùm lên người nó. Vô tình bao lương khô khẩu phần ăn tối của em bị rơi ra ngoài. Em nhặt lên đưa cho nó và nói, đợi tới phiên của con chắc hết thức ăn, khẩu phần của chú đó, chú ăn rồi, con ăn đi cho đỡ đói. Thằng bé nhận túi lương khô của em, khom người cảm ơn. Em tưởng nó sẽ ăn ngấu nghiến ngay lúc đó, nhưng không phải. Nó ôm bao lương khô đi thẳng lên chỗ những người đang phát thực phẩm và để bao lương khô vào thùng thực phẩm đang phân phát rồi lại quay lại xếp hàng. Ngạc nhiên vô cùng, em hỏi nó, tại sao con không ăn mà lại đem bỏ vào đó? Nó trả lời, bởi vì còn có nhiều người chắc đói hơn con, bỏ vào đó để các cô chú phát chung cho công bằng chú ạ. Em nghe xong vội vã quay mặt đi chỗ khác khóc, để mọi người không nhìn thấy. Thật cảm động. Không ngờ một đứa nhỏ 9 tuổi mới học lớp 3 đã có thể dạy em một bài học làm người trong lúc khốn khó nhất. Một bài học vô cùng cảm động về sự hy sinh. Thưa quý vị, câu chuyện trên đã được rất nhiều báo chí trong và ngoài nước đăng tải, gây xúc động mạnh mẽ trong công chúng. Họ xem đây là điều kỳ diệu diễn ra tại Nhật Bản. Một câu chuyện khác đăng trên blog của một cô gái lấy tên là Sophia. Chuyện kể về người bạn của cô ấy, cùng với mẹ và đứa em trai 2 tuổi bị mắc kẹt trong cơn sóng thần và đang tìm mọi cách để trèo lên ban công tòa nhà gần nhất. Họ không ngừng kêu lớn, và một người đàn ông đã nhìn thấy họ từ ban công căn nhà phía sau. Rồi người đàn ông đó ngay lập tức nhảy khỏi ban công xuống nước giúp bạn tôi, mẹ cô ấy và cậu em trai trèo lên ban công vào căn nhà. Nước lúc đấy càng ngày càng mạnh, không thể đứng vững được nữa. Trong hoàn cảnh đó, người mẹ đã kiên quyết để hai đứa con mình lên trước, rồi người đàn ông xa lạ đứng dưới đỡ bà lên. Khi chỉ còn người đàn ông ở bên dưới và người mẹ đang nắm chặt tay ân nhân để kéo lên, bất chợt một chiếc ô tô trong số hàng trăm chiếc bị nước cuốn trôi tràn tới đúng hướng người đàn ông đó.
Mọi người ở bên trên gào thét, nhưng rồi đột nhiên, người đàn ông ấy giật khỏi tay mẹ bạn tôi để bà ấy không bị kéo theo xuống nước. Chiếc ô tô đâm vào ông ấy và cuốn ông ấy hất đi. Trước đó, họ là những con người hoàn toàn xa lạ, có gia đình riêng, có cuộc sống riêng. Nhưng khi thảm họa bất ngờ ập đến, đứng trước lựa chọn giữa sự sống và cái chết, họ đã có thể chấp nhận ban tặng cả cuộc sống cho nhau. Những câu chuyện ấy ngày nay tưởng chừng chỉ có trong trí tưởng tượng thì lại đang xảy ra ở Nhật Bản. Truyền thông thế giới đều ngả mũ thán phục kỳ tích Nhật Bản. Ông Ed West viết trên tờ Telegraph: "Tinh thần đoàn kết của người Nhật thật mạnh mẽ. Sức mạnh của xã hội Nhật Bản có lẽ gây ấn tượng còn hơn cả sức mạnh công nghệ của họ." Còn tổng biên tập báo Bangkok Post Pichai là Chuansok Sawadi không thể tin được đã phải thốt lên: "Chẳng phải đã bao nhiêu lần chúng ta thấy cảnh hôi của, cướp giật và bạo lực sau một thảm họa thiên nyiên đó sao?" Giáo sư George Plotsfelder, một chuyên gia nghiên cứu văn hóa Nhật Bản tại Đại học Columbia, Mỹ, nhận định: "Hôi của đơn giản là không xảy ra ở Nhật Bản. Tôi thậm chí còn không chắc rằng trong ngôn ngữ Nhật Bản có từ nào để mô tả chính xác về hành động này." Nhà phân tích Ed West đặt câu hỏi trên tờ Telegraph: "Tại sao không có hôi của ở Nhật Bản?" Trang web tìm kiếm Google cho thấy có 2.770.000 người đã đặt ra vấn đề tương tự như ông West. Vậy điều gì đã và đang tạo nên kỳ tích Nhật Bản? Sau trận động đất gây sóng thần ở Nhật Bản, thế giới lao vào tìm hiểu xem điều gì đã tạo nên kỳ tích ở Nhật Bản, và họ đã tìm được câu trả lời, đó là đức tin và giáo dục đạo đức. Đức tin chân chính. Đa số người Nhật theo thần giáo, Phật giáo. Ngoài ra, người Nhật Bản cũng chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi tư tưởng nhân, nghĩa, lễ, trí, tín của Nho giáo do Khổng Tử đề xướng. Với những ai sống ở các quốc gia bị ảnh hưởng bởi thuyết vô thần, thì khi nói đến đức tin, họ chỉ phì cười, đơn giản bởi vì họ không còn tin nữa, mà không nghĩ rằng bản thân mình đã bị học thuyết vô thần tẩy não, cắt đứt hết mối liên hệ với cội nguồn văn hóa truyền thống dân tộc, đến mức không còn có thể hiểu nổi đức tin là để làm gì. Còn tại đất nước Nhật Bản thì đức tin đó là tự nhiên và đã ăn sâu vào trong tiềm thức của mỗi người. Và người Nhật đã sử dụng đức tin của mình khi đối mặt với tất cả những vấn đề trong cuộc sống, kể cả trước những tình huống nguy hiểm nhất. Một dân tộc có đức tin thì dân tộc đó vẫn còn có chuẩn mực đạo đức. Nếu một dân tộc không có đức tin lại còn bị ảnh hưởng bởi học thuyết đấu tranh thay cho văn hóa cổ truyền dân tộc, thì con người sẽ đấu tranh với nhau, người với người xem nhau như thù địch, bằng mặt mà không bằng lòng, không thể đoàn kết. Một nền giáo dục coi trọng đạo đức, lấy đạo đức làm cốt lõi. Nhật Bản trở thành một nước có nền giáo dục tiên tiến là nhờ thực hiện tiêu chí con người bằng đạo đức, đề cao tính tự lập và tinh thần kỷ luật. Tư tưởng của người Nhật vẫn còn mang đậm dấu ấn văn hóa cổ truyền của dân tộc mình. Tinh thần kế thừa và phát triển văn hóa cổ truyền là một trong những mục tiêu chủ yếu nhất trong giáo dục, và có được từ giáo dục đạo đức, cây lành cho trái ngọt. Thưa quý vị, do được giáo dục đạo đức về lý thuyết ngay từ khi còn nhỏ, lại đặc biệt chú trọng về thực hành, liên hệ thực tiễn, tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, học sinh Nhật được thực hành hành vi đạo đức ở mọi lĩnh vực, nên các phẩm chất đạo đức tốt đẹp được hình thành ở mọi học sinh. Không có hiện tượng quay cóp, ăn cắp, bạo lực học đường. Học sinh thể hiện tình yêu thương, kính trọng thầy cô, tình thân ái với bạn bè đúng mức. Các hành vi vi phạm đạo đức của học sinh Nhật Bản là rất ít, và nếu có thì chỉ là hiện tượng cá biệt chứ không nổi cộm. Ở ngoài xã hội, học sinh Nhật luôn là người ứng xử có văn hóa. Người Việt Nam hay nước ngoài đến Nhật Bản có thể thấy có nhiều cây trái chín chĩu quả bên đường, hay những cây hoa cảnh khoe sắc hấp dẫn ở công viên, vân vân. Nhưng không hề có ai có suy nghĩ hái những bông hoa hay trái cây đó cả. Đức tin và giáo dục đạo đức đã tạo nên một kỳ tích Nhật Bản. Một kỳ tích mà bất kỳ một nhà giáo dục hay một nhà lãnh đạo nào trên thế giới cũng đều ngưỡng mộ và mong muốn. Thưa quý vị, người phương Tây có câu ngạn ngữ rất hay rằng một nửa ổ bánh mì vẫn là bánh mì, nhưng một nửa sự thật không phải là sự thật. Và nếu nói như Benjamin Franklin thì một nửa sự thật đó chính là điều dối trá to lớn. Sự kiện Mỹ thả bom nguyên tử xuống Nhật Bản đã làm cả thế giới chấn động. Sách lịch sử viết đại ý rằng ngày 6 và ngày 9 tháng 8, Mỹ thả hai quả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki, buộc Nhật phải tuyên bố đầu hàng. Từ đó những gì chúng ta biết là một Nhật Bản tang thương chết chóc, phải tự vực dậy từ đống cho tàn sau chiến tranh, và một đế quốc Mỹ lạnh lùng hiếu chiến đã tàn sát hàng triệu người dân thường vô tội. Nhưng đó có phải là toàn bộ sự thật hay chỉ là một phần của sự thật mà thôi?
Thực tế là có một sự thật khác đã không được tiết lộ, mà nếu chúng ta được biết về nó thì lịch sử sẽ khác xa những gì mà chúng ta từng nghĩ. Vậy thì trong chương trình hôm nay, Lê Minh sẽ cùng quý vị khám phá câu chuyện này. Trước khi đến với phần còn lại của sự thật, hãy cùng chúng tôi điểm qua một vài nét sơ lược về nguyên nhân và bối cảnh cuộc chiến, từ đó dẫn đến quyết định thả bom đầy táo bạo của người Mỹ. Được coi là đêm trước của chiến tranh thế giới thứ hai, đại khủng hoảng 1929 đã khiến các nước phát triển và những nền kinh tế mới nổi chịu tổn thất nặng nề, trong đó có Nhật Bản. Để giải quyết các vấn đề tồn tại, Nhật Bản lựa chọn đi theo con đường quân phiệt và phát xít giống nước Đức. Bắt đầu từ năm 1940, Nhật Bản ký kết với Đức và Ý thành lập Trục Phát xít Âu Á, gọi tắt là Phe Trục. Quá trình công nghiệp hóa và quân phiệt hóa nhanh chóng đã giúp Nhật Bản nổi lên như một cường quốc, kèm theo đó là sự thành lập của một đế quốc thực dân. Nhưng vì thiếu tài nguyên trầm trọng, người Nhật cho rằng đã đến lúc cần phải giành lại các nước giàu tài nguyên ở châu Á, vốn là thuộc địa của Anh và Pháp lúc bấy giờ. Ngoài Triều Tiên và Đài Loan, Nhật Bản nhắm đến các mỏ sắt và than của Mãn Châu, nông nghiệp của Trung Hoa và cao su của Đông Dương. Trước đó họ đã đưa ra kế hoạch bành trướng gồm 4 bước: đánh chiếm Mãn Châu, độc chiếm Trung Quốc, làm chủ châu Á và sau cùng là bá chủ toàn cầu. Rất nhanh chóng, binh lính Nhật đã làm chủ thế cuộc tại nhiều nước châu Á, trong đó có Mãn Châu năm 1931, Trung Quốc 1937, Đông Dương 1940, Malaysia 1941, v.v. Nhưng vì e sợ rằng việc xâm chiếm các nước thuộc địa ở Đông Nam Á sẽ thúc đẩy Mỹ can dự vào cuộc chiến, Nhật Bản đã đi trước một bước bằng cách bất ngờ tấn công vào Trân Châu Cảng với mục đích giữ chân hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ. Đối với người Mỹ, việc tấn công mà không hề đưa ra một lời tuyên chiến chính thức nào trong khi cả hai nước vẫn đang trong giai đoạn đàm phán hòa bình là một hành động đánh lén. Thuật ngữ tiếng Anh là sneak attack. Bởi vậy, nỗi nhục ở Trân Châu Cảng ngược lại trở thành lý do khiến Mỹ phát động chiến tranh tổng lực với Nhật Bản. Chiến tranh Thế giới thứ hai là cuộc chiến đẫm máu nhất trong lịch sử nhân loại. Trong khi chiến trường châu Âu bị oanh tạc bởi các thế lực như là Anh, Đức, thì tại châu Á, Nhật Bản cũng đang làm chủ thế cờ. Nếu như trước kia, vó ngựa của quân Mông Cổ đi đến đâu, cỏ không mọc được đến đó, thì cũng có thể nói rằng khi ấy, binh lính Nhật đi đến đâu là gieo rắc kinh hoàng đến chỗ ấy. Tại Singapore là thảm sát Túc Thành, quân Nhật thực hiện các cuộc thanh lọc để lọc ra những người Trung Quốc và các thành phần chống Nhật. Những người này sẽ bị đóng dấu tam giác và đưa đến các trung tâm tử thần. Tại Trung Quốc là thảm sát Nam Kinh và hãm hiếp ở Nam Kinh. Khi đó, binh lính Nhật không chỉ cưỡng hiếp phụ nữ mà còn ép buộc các nhà sư phải hiếp dâm làm trò vui hay bắt đàn ông phải hiếp xác chết. Tại Triều Tiên là phụ nữ giải khuây, hàng ngàn phụ nữ đã bị bắt làm nô lệ tình dục cho lính Nhật. Tại Philippines là đường tử thần Bataan, khi tù binh bị lính Nhật đánh đập và bỏ đói trên chặng đường áp giải dài hơn 100 km. Tại Việt Nam là chính sách bao tải, khiến các cánh đồng lúa biến mất, góp phần dẫn đến nạn đói năm Ất Dậu. Dĩ nhiên đó chỉ là những lời điểm xuyết sơ lược, và điều tương tự cũng xảy ra tại các nước phương Tây nơi chiến tranh bùng nổ. Khi mức độ tàn bạo và đẫm máu càng leo cao, thì các cuộc chiến tranh lại càng trở nên bế tắc không có hồi kết. Nhật Bản cũng vậy. Mặc dù từng giành thế kiểm soát trong những năm đầu, nhưng càng về cuối họ lại càng rơi vào thế thất thủ, cùng lúc phải đối mặt với sự phản công quyết liệt của phe đồng minh, sự phản kháng của Trung Quốc và nguy cơ rình rập từ phía Liên Xô. Có thể nói, Nhật Bản đã rơi vào cảnh tứ bề gặp địch, nhưng kỵ hổ nan hạ hổ, Nhật Bản không muốn đầu hàng. Trong tình thế ấy, vì để đánh gục hẳn sức chiến đấu của phe phát xít, đồng thời chấm dứt cuộc chiến dai dẳng này, Mỹ đã quyết định dùng đến phương án cuối cùng, đó là bom nguyên tử. Một phần khác của sự thật. Những gì viết trong sách lịch sử dễ khiến chúng ta cho rằng Mỹ là kẻ gây chiến lạnh lùng và hiếu sát. Nhưng thực tế là, trước khi thả bom xuống Hiroshima và Nagasaki, Mỹ đã nhiều lần cảnh báo và kêu gọi Nhật đầu hàng. Ngày 26 tháng 7 năm 1945, Tổng thống Truman và các lãnh tụ phe đồng minh ra tuyên bố Potsdam, trong đó đã báo trước về một cuộc hủy diệt kinh hoàng. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Nhật Bản ra tuyên bố đầu hàng vô điều kiện ngay lập tức cho toàn bộ lực lượng vũ trang Nhật và đưa ra sự đảm bảo thích đáng và đầy đủ đối với thiện ý của họ trong hành động như vậy. Sự lựa chọn khác cho Nhật Bản là sự hủy diệt toàn bộ và ngay lập tức.
Nhiều ngày trước khi chính thức thả bom nguyên tử, phi cơ Mỹ đã giải hơn 63 triệu truyền đơn trên khắp nước Nhật, được gọi là Limay Leaflet. Theo tài liệu của Joseph T. Williams được công bố trên trang web chính thức của CIA, sau khi đọc truyền đơn, rất nhiều người Nhật đã rời khỏi các thành phố lớn. Tuy nhiên, việc làm này dẫn đến sự quan ngại và chính phủ Nhật đã ra lệnh bắt giữ bất cứ ai lưu giữ truyền đơn. Có rất nhiều phiên bản truyền đơn khác nhau, có loại được thiết kế như một tờ báo, lại có loại in mặt đồng tiền để thu hút sự chú ý. Trên một truyền đơn có viết: "Hãy đọc thật kỹ vì có thể cứu sống bạn hay mạng sống của thân nhân và bạn bè của bạn. Trong vài ngày tới, một số hoặc tất cả những thành phố được liệt kê ở mặt sau truyền đơn này sẽ bị phá hủy bởi những quả bom của người Mỹ. Những thành phố này đang sở hữu các hãng xưởng và nhà máy thiết bị quân sự. Chúng tôi quyết tâm tiêu diệt tất cả những trang thiết bị mà các phe quân sự sử dụng để kết thúc cuộc chiến vô nghĩa này. Nhưng tiếc là quả bom không có mắt. Vì vậy, theo các chính sách nhân đạo của Mỹ và không quân Mỹ, chúng tôi không muốn làm tổn thương người vô tội. Do đó, chúng tôi cảnh báo bạn hãy di tản khỏi những thành phố đã được liệt kê để cứu lấy mạng sống của mình. Người Mỹ không chiến đấu chống lại nhân dân Nhật Bản, mà là chống lại các thế lực quân sự đang lợi dụng nhân dân Nhật Bản. Nền hòa bình mà Mỹ mang lại sẽ giải thoát cho người dân khỏi sự áp bức của quân đội Nhật, đồng thời cũng mang đến một Nhật Bản mới, tốt đẹp hơn. Các bạn có thể mang hòa bình trở lại bằng cách chọn ra lãnh đạo mới có tài năng, những người thật sự muốn kết thúc chiến tranh. Chúng tôi không thể hứa rằng những thành phố đã được liệt kê này nằm trong danh sách bị tấn công, nhưng ít nhất sẽ có 4 thành phố bị phá hủy. Do vậy, hãy chú ý đến cảnh báo này và sơ tán khỏi các thành phố này ngay lập tức." Tuy nhiên, bom nguyên tử vẫn là bí mật quân sự của Mỹ, và thông tin về thứ vũ khí này đã không được tiết lộ trong các truyền đơn hay những cảnh báo trước đó. Nhiều người Nhật biết chỉ là nguy cơ sẽ bị bom đánh phá, trong khi điều họ không ngờ tới chính là thứ vũ khí có sức hủy diệt kinh hoàng. Sau quả bom đầu tiên thả xuống Hiroshima vào ngày 6 tháng 8, không quân Mỹ tiếp tục giải nhiều truyền đơn khác, đồng thời phát sóng radio từ đảo Saipan cứ 15 phút một lần, với mục đích kêu gọi người dân di tản và cảnh báo về các cuộc tấn công tiếp theo nếu như Nhật cương quyết không đầu hàng. Sau ngày 6 tháng 8, mặc dù đã biết về vụ nổ ở Hiroshima, nhưng tướng Nhật Shemu Toyoda vẫn lạc quan cho rằng với thứ vũ khí mới này, phía Mỹ cùng lắm chỉ có thể nắm giữ thêm một hoặc hai quả nữa. Bởi vậy, chính phủ Nhật vẫn quyết định thà có thêm một vụ nổ chứ không chịu đầu hàng. Trước sự ngoan cố của Nhật Bản, Mỹ quyết định sẽ thả tiếp quả bom thứ hai, và hậu quả là một trái bom nữa đã xóa sổ thành phố Nagasaki vào ngày 9 tháng 8 mà chúng ta đã biết. Và một phần còn lại của sự thật. Sau khi Nhật đầu hàng, ngày 30 tháng 8 năm 1945, tướng MacArthur dẫn đầu quân đội Mỹ đặt chân lên Nhật Bản và bắt đầu chính sách cai trị. Lúc ấy, với người dân Nhật Bản, Mỹ chính là kẻ đã khiến họ phải đổ máu, khiến dân tộc họ phải mất nước, và trong lòng họ có lẽ không gì còn ngoài hai chữ hận thù. Nhưng trái với suy nghĩ của phần đông người Nhật, người Mỹ đến đây không phải để đàn áp, cướp bóc hay vơ vét, mà họ đến vì chính nghĩa và vì một thiện chí hòa bình. Lúc ấy Nhật Bản đang kiệt quệ sau chiến tranh, tình cảnh ảm đạm thê lương và cái đói bao trùm khắp nơi. Trước tình hình ấy, tướng MacArthur đã gây áp lực khiến chính phủ Mỹ phải khẩn cấp viện trợ. Kết quả là 3,5 triệu tấn lương thực và 2 tỷ Mỹ Kim được gửi đến Nhật Bản. Cũng trong những năm làm tư lệnh tối cao tại Nhật, MacArthur đã miễn tội cho Nhật Hoàng Hirohito và không truy xét đến những tội ác đã gây ra trong chiến tranh. Ông tự coi mình là người đến để mở cửa Nhật Bản lần thứ hai, chứ không phải để cai trị quốc gia này. Và đúng là như vậy, MacArthur đã thay đổi cách người Nhật nhìn nhận về nước Mỹ. Trong 5 năm rưỡi với vai trò tư lệnh tối cao tổng lực lượng đồng minh tại Nhật, MacArthur và tổng hành dinh của ông đã đề ra nhiều chính sách tái thiết nước Nhật. Trong đó có việc thành lập chính phủ nghị viện, soạn thảo hiến pháp, nhấn mạnh quyền lợi công dân và xem đó là quyền lợi trời cho mà không ai có quyền tước đoạt. Thực hiện cải cách ruộng đất mà không đổ một giọt máu, một mạng người. Nông dân ai nấy đều có một phần đất cho mình. Thủ tướng Yoshida của Nhật từng nói: "Tướng quân MacArthur đã cứu chúng tôi ra khỏi nỗi sợ hãi, lo lắng và hỗn loạn của thất bại để đưa chúng tôi vào con đường mới do ông xây dựng. Chính ngài đã gieo trồng hạt giống dân chủ trên đất nước tôi để chúng tôi bước trên con đường hòa bình. Tình cảm ly biệt mà nhân dân Nhật dành cho ngài không lời nào có thể diễn tả được. Nếu như bom nguyên tử chỉ có thể tàn phá chứ không thể khiến Nhật Bản khuất phục, thì chính hành xử của Mỹ mà đại diện là tướng MacArthur đã chinh phục được trái tim người Nhật. Người ta gọi MacArthur là nhà độc tài thần thánh.
nhưng nhà độc tài ấy lại được dân chúng tôn kính với lòng biết ơn sâu sắc. Ngày ông trở về Mỹ, hàng trăm nghìn người Nhật kéo nhau ra đường đưa tiễn, hô vang đại nguyên soái. Nhiều người hai hàng lệ ướt nhòa. Thiên hoàng Hirohito cũng đích thân đến sứ quán tiễn đưa. Tướng MacArthur cũng xúc động rơi nước mắt, nắm chặt hai tay của thiên hoàng. Hồi ký của cựu thủ tướng Nhật Kishi Miyazawa có viết: ngày 16 tháng 4 năm 1951, MacArthur rời Tokyo về Mỹ. Hôm ấy dân chúng Nhật đứng chật kín suốt hai bên đường, từ trụ sở SCAP đến sân bay Haneda. Khi MacArthur bước lên thang máy bay, một quan chức Nhật bỗng hô to: MacArthur muôn năm! Thế là tất cả mọi người đều giơ tay hô theo: muôn năm! Thưa quý vị, cho đến nay, mặc dù vẫn còn nhiều tranh cãi xung quanh hai trái bom nguyên tử và những tờ truyền đơn rằng có thực sự cần thiết phải thả bom nguyên tử để kết thúc cuộc chiến hay không, rằng Hiroshima và Nagasaki có nằm trong danh sách mục tiêu hay không, và rằng người dân hai thành phố ấy có thực sự được cảnh báo trước khi vụ nổ diễn ra hay không. Nhưng mặc dù vậy, chúng ta vẫn không thể phủ nhận những nỗ lực của Mỹ để giảm thiểu thương vong tới dân thường. Lại có người nói, sao có thể lấy những tờ truyền đơn làm lý lẽ bào chữa cho tội ác của Mỹ cơ chứ? Nếu là một người Nhật, bạn có tin những gì kẻ thù của mình tuyên truyền hay là không? Chỉ một tờ truyền đơn và dăm ba câu phát thanh là có thể dụ dỗ người ta rời đi hay sao? Nhưng nếu ở vị trí của người Mỹ khi ấy, phải đối diện với sự hận thù sâu sắc của người Nhật, có lẽ giải truyền đơn và phát sóng truyền thanh là cách duy nhất mà họ có thể làm. Và tất nhiên, không một lời biện hộ nào có thể bào chữa cho chiến tranh. Tội ác vẫn là tội ác. Dù đóng vai kẻ chiến thắng hay bên thua cuộc, thì những gì còn lại đều là nỗi thương đau. Giống như câu nói của MacArthur, người lính là người cầu nguyện cho hòa bình nhiều hơn bất cứ ai, bởi chính họ là người phải chịu đựng và mang vết sẹo chiến tranh nặng nề nhất. Khi số phận biến họ trở thành những kẻ sát nhân đẫm máu, thì chẳng phải ai khác, chính họ cũng trở thành những nạn nhân. Quý vị khán thính giả thân mến, khi nhắc tới các thảm họa về phóng xạ hạt nhân tại Nhật Bản và Chernobyl tại Liên Xô cũ, có lẽ không ít người trong số chúng ta đã từng có chút băn khoăn hiếu kỳ mà đặt ra câu hỏi rằng, tại sao cùng hứng chịu thảm họa hạt nhân, nhưng ngày nay, hơn 3,3 triệu người dân Nhật Bản vẫn đang sinh sống an bình ở hai thành phố Hiroshima và Nagasaki. Trong khi một khu vực rộng lớn quanh nhà máy Chernobyl thuộc Liên Xô khi xưa, nay là nước Nga, vẫn hoang vắng bóng người. Thậm chí trong rất nhiều năm nay, nó đã trở thành một thành phố ma. Vì sao lại như vậy? Có rất nhiều điều bí ẩn đằng sau nội tình của các vụ nổ hạt nhân nguyên tử này. Càng bí ẩn hơn trong cái cách mà người ta xử lý, khắc phục hậu quả và thông tin về nó. Và nếu quý khán thính giả đang cảm thấy quan tâm về chủ đề này, vậy thì ngay bây giờ, xin mời mọi người hãy đồng hành cùng Lê Minh và Tri Thức Mới để cùng khám phá và làm sáng tỏ những ẩn đề vừa nêu ra ở trên, thưa quý vị. Nguyên nhân dẫn đến các thảm họa hạt nhân kinh hoàng. Việc Mỹ thả hai quả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki đã khiến chính phủ quân phiệt Nhật Bản phải đầu hàng vô điều kiện và Thế chiến thứ hai kết thúc. Tuy nhiên, quyết định ném bom nguyên tử của Tổng thống Mỹ Harry Truman đã gây khá nhiều tranh cãi. Dù vậy, nhiều chuyên gia, trong đó có Charles Myer, giáo sư lịch sử tại trường đại học Harvard, cho rằng cần phải xét đến bối cảnh khi ấy. Thời điểm đó, có một niềm tin phổ biến tại Nhà Trắng rằng người Nhật sẽ chiến đấu cho tới người đàn ông cuối cùng. Kinh nghiệm mất mát về thương vong của Mỹ tại hai trận chiến đẫm máu Iwo Jima và Okinawa, cùng với việc Nhật tăng cường sử dụng dàn phi cơ kamikaze tấn công theo kiểu tự sát, đã tạo ra những tác động tâm lý mạnh mẽ đối với các nhà hoạch định quân sự Hoa Kỳ. Bởi vậy, sau khi biết tin Nhật không sẵn sàng đầu hàng vô điều kiện, một số các nhà khoa học và trợ lý Bộ trưởng Chiến tranh John McCloy khi ấy đã ủng hộ phương án kích nổ vũ khí hạt nhân ở một số khu vực ít người để buộc quân phát xít Nhật phải đầu hàng. Tuy nhiên, đối với thảm họa Chernobyl, buồn thay, khả năng này có thể phòng ngừa được nếu những người có trách nhiệm tại nhà máy không tắc trách. Nhiều chuyên gia nhận định rằng, sai sót của con người chính là nguyên nhân dẫn tới thảm họa. Chính thiết kế không chính xác trong hệ thống làm mát của lò phản ứng đã dẫn đến vụ nổ phá hủy lò. Vào đêm rạng sáng ngày 26 tháng 4 năm 1986, các kỹ sư Liên Xô bắt đầu chạy thử nghiệm một tua bin ở lò số 4 ngay trước khi tắt máy phát điện để bảo trì. Để thực hiện cuộc thử nghiệm, họ đã dại dột vô hiệu hóa hệ thống làm mát lõi khẩn cấp và các thiết bị an toàn quan trọng khác. Một chuỗi các sai lầm sau đó đã xảy ra, dẫn đến sự tích tụ hơi nước khiến cho lò phản ứng quá nóng.
Lúc 1 giờ 23 phút sáng, hai vụ nổ phát lửa đã nhanh chóng dẫn tới sự khởi đầu của một thảm họa hạt nhân khủng khiếp nhất trong lịch sử. Những sai lầm nghiêm trọng của các nhân viên điều hành nhà máy cũng là tác nhân dẫn đến tai nạn. Họ đã vi phạm các nguyên tắc an toàn sản xuất và thực hiện một số động tác không được phép trong quá trình thử nghiệm thiết bị điện tại lò phản ứng số 4. Sự khác nhau về diễn biến thảm họa, mức độ ô nhiễm phóng xạ và cách thức mà người ta xử lý nó. Lại nói trong tuyên bố Potsdam ngày 26 tháng 7 năm 1945, Tổng thống Mỹ Harry Truman và các lãnh đạo phe đồng minh đã kêu gọi Nhật Bản đầu hàng, đồng thời cảnh báo nước Nhật sẽ bị hủy diệt nếu không thực hiện yêu cầu đó. 5 ngày trước vụ ném bom nguyên tử đầu tiên, Mỹ đã thả hơn 5 triệu tờ rơi xuống Hiroshima và Nagasaki cùng 33 mục tiêu tiềm năng khác. Trong đó có thông báo rằng sắp có một cuộc tấn công xảy ra và cảnh báo người dân hãy di tản. Nội dung tờ rơi được viết bằng tiếng Nhật. Mong mọi người hãy đọc kỹ nội dung trong tờ đơn này. Nó có thể giúp bảo toàn mạng sống của bạn cùng bạn bè thân quyến xung quanh. Vài ngày tới, bom Mỹ sẽ phá hủy trang bị vũ khí của quân đội Nhật Bản, bởi vì họ đang lợi dụng các vũ khí đó để tiến hành cuộc chiến vô nghĩa này. Hành động này của Mỹ không phải là nhắm vào người dân vô tội Nhật Bản, mà là tấn công không thương tiếc đối với những phần tử chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản, những người đã biến người dân thành nô lệ. Và Mỹ sẽ mang lại hòa bình thế giới, người dân sẽ không phải chịu cực khổ nữa, Nhật Bản cũng sẽ có tương lai tốt đẹp hơn. Mọi người hãy đọc nghiêm túc cảnh báo này và sơ tán khỏi thành phố này ngay lập tức. Kèm theo đó, một đài phát thanh do Mỹ kiểm soát trên đảo Saipan đã phát đi thông điệp tương tự như trên, cảnh báo người Nhật mỗi 15 phút một lần. Tiếc thay, chính phủ và người dân Nhật Bản đã không tin những điều này và họ phớt lờ đi. Và kết quả thì như cả thế giới đều đã biết. 41 năm sau, một thảm họa nguyên tử kinh hoàng khác lại xảy ra. Và 1 giờ 23 phút rạng sáng ngày 26 tháng 4 năm 1986 đã trở thành ngày định mệnh không những của người dân Liên Xô mà với nhiều nước châu Âu lân cận. Lò phản ứng số 4 của nhà máy điện Chernobyl phát nổ. Nó đã thổi một chùm vật liệu phóng xạ cực cao vào bầu khí quyển. Khoảng 55 giờ sau thảm họa, những bằng chứng đầu tiên về một vụ rò rỉ phóng xạ cỡ lớn xuất phát từ nhà máy điện hạt nhân Forsmark của Thụy Điển. Nhà máy này nằm cách Chernobyl khoảng 1.100 km đã ghi nhận bụi phóng xạ tại khu vực của họ. Thụy Điển đã ngay lập tức cho di tản nhân viên vì lo ngại rò rỉ xuất phát từ lò phản ứng của nhà máy. Chính việc người Thụy Điển tìm kiếm nguồn gốc phát tán phóng xạ và xác định rằng nhà máy điện nguyên tử của họ không bị rò rỉ đã khiến mọi lo ngại đổ dồn về một tai nạn hạt nhân nghiêm trọng xảy ra ở phía Tây Liên Xô. Đến chiều ngày 28 tháng 4, sự việc này đã được loan báo trên các kênh thông tin thế giới. Dù vậy, Liên Xô vẫn bưng bít không chịu công nhận xảy ra sự cố tại Chernobyl. Dưới sức ép dữ dội của Thụy Điển, 65 giờ sau thảm họa, chính quyền Xô Viết mới chịu ra một bản tuyên bố vắn tắt trong 20 giây đề cập đến thảm họa trên bản tin thời sự. Nội dung tuyên bố như sau. Một tai nạn đã xảy ra tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, một trong các lò phản ứng bị hư hại. Các biện pháp đang được thực hiện để giải quyết hậu quả. Những nạn nhân đang được cứu trợ, chính phủ thành lập một ủy ban về tai nạn này. Từ hư hại không phản ứng đúng sự thật về việc một lõi lò phản ứng hạt nhân đang tan chảy, phát tán vô số chất phóng xạ vào khí quyển. Trong khi đó, cuộc sống của các gia đình công nhân nhà máy tại thành phố Pripyat cách vụ nổ khoảng 2 km vẫn diễn ra bình thường và họ chỉ nhận được lệnh sơ tán sau khi thảm họa xảy ra được 36 giờ. Phát phóng lượng phóng xạ mạnh gấp hàng trăm lần. Có khá nhiều lý do khiến Chernobyl trở thành vùng chết và một trong những lý do đầu tiên được liệt kê là do lò phản ứng không có lớp tường che chắn. Thay vì có một cấu trúc ngăn chặn tối thiểu hàng đầu, bao gồm một lớp lót thép và lớp bê tông dự ứng lực, các nhà thiết kế lò phản ứng Chernobyl chỉ sử dụng cấu trúc bê tông nặng. Cú nổ đã thổi bay nắp lò nặng 16 tấn và bắn nó vào không trung một quả cầu cầu lửa khổng lồ. Khi ấy, trong lò phản ứng số 4 của nhà máy Chernobyl chứa khoảng 180 đến 190 tấn nhiên liệu và các sản phẩm phân rã hạt nhân dioxide urani. Các nhà khoa học ước tính rằng khoảng 7 đến 10 tấn nhiên liệu hạt nhân đã được phát tán ra không trung. Hơn 90.000 km2 đất đai và không khí quanh đó đã bị ô nhiễm nặng với những tác động tồi tệ nhất được cảm nhận ở Ukraine, Belarus và Nga. Không dừng lại ở đó, đám mây bụi phóng xạ còn bị thổi theo gió lan rộng theo dải bán cầu Bắc tới Tây Âu, Anh, Scotland và xứ Wales. Không giống như Chernobyl,
Lượng vật liệu hạt nhân được sử dụng để hủy diệt hai thành phố Hiroshima và Nagasaki là tương đối nhỏ. Quả bom nguyên tử mang tên Little Boy thả xuống Hiroshima chỉ chứa khoảng 6,04 kg uranium, trong đó có khoảng 1 kg uranium tham gia phản ứng hạt nhân. Tương tự, quả bom Fat Man hủy diệt Nagasaki chứa khoảng 7 kg plutonium, nhưng chỉ có khoảng 1 kg plutonium trải qua sự phân hạch hạt nhân. Chỉ bấy nhiêu đó thôi thì mọi người cũng đều đã thấy sức tàn phá và hậu quả của nó gây ra đã đáng sợ khủng khiếp như thế nào. Nếu so sánh tương quan với lượng phát tán hạt nhân do Chernobyl gây ra thì quả là tai hại đến mức không thể nghĩ bàn. Các chuyên gia cũng đã nhận định với lượng vật liệu hạt nhân thấp hơn nhiều, lại trải rộng trên một diện tích lớn hơn, phát nổ trên không trung là yếu tố khiến nồng độ ô nhiễm phóng xạ ở hai thành phố Hiroshima và Nagasaki thấp hơn nhiều so với Chernobyl. Như trên đã nói, cả Fat Man và Little Boy đều được kích nổ trên không trung, cách mặt đất hàng trăm mét. Do vậy, chất phóng xạ được phân tán bởi đám mây hình nấm thay vì ngấm vào lòng đất như vụ nổ Chernobyl. Ngoài ra, trong nỗ lực vô vọng nhằm làm nguội lò phản ứng số 4 và khống chế hỏa hoạn không cho lan sang lò phản ứng số 3, những người lính cứu hỏa Xô Viết đã vội vã bơm một khối lượng nước khổng lồ vào lò phản ứng. Việc này đã khiến lượng lớn phóng xạ theo đó ngấm xuống mặt đất bên dưới lò. Bởi vậy, các chuyên gia đều nhận định, trong vòng khu vực bán kính 30 km quanh nhà máy hạt nhân Chernobyl đã bị ô nhiễm nặng bởi các đồng vị phóng xạ dễ bay hơi như là cesium-137, iodin-131, strontium-90, giải phóng năng lượng hạt nhân, trong đó có 100% khí hiếm xenon và krypton, 55% chất phóng xạ iốt và khoảng 20-40% lượng cesium bị phóng thích dưới dạng dung khí. Tổng cộng lượng phóng xạ thoát ra ngoài do sự cố Chernobyl ngày hôm đó nhiều hơn gấp 400 lần so với vụ nổ bom nguyên tử ở Hiroshima. Ngoại trừ khu vực Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, trên toàn lãnh thổ châu Âu, người ta đều phát hiện ra bụi phóng xạ. Hơn nữa, ô nhiễm tại Chernobyl bao gồm nhiều loại hạt phóng xạ khác nhau hơn so với ô nhiễm ở Hiroshima và Nagasaki. Và nhiều hạt trong số này có chu kỳ bán rã rất lâu dài. Do đó, Chernobyl hiển nhiên không còn là khu vực an toàn cho việc cư trú của con người. Lại nói, theo thời gian, vật liệu hạt nhân được phóng thích và trải rộng trên hai thành phố Hiroshima và Nagasaki cuối cùng đã bị loại bỏ thông qua việc tái thiết thành phố và dưới tác động của thời tiết. Bằng cách xây dựng lại Hiroshima và Nagasaki, trong đó bao gồm việc phá sập và chôn vùi các tòa nhà bị bom nguyên tử phá hủy, người Nhật đã loại bỏ một lượng lớn chất phóng xạ bám trên đó. Ngoài ra, mưa và tuyết tan đã cuốn trôi và rửa sạch chất phóng xạ bám trên mặt đất, rồi đổ vào các con sông cuốn ra đại dương, khiến nồng độ phóng xạ được pha loãng đến mức rất khó đo được sự hiện diện của chúng trên bức xạ nền. Với trường hợp tại Chernobyl, sau nhiều năm mức bức xạ môi trường xung quanh cũng sẽ tiếp tục phân rã như Hiroshima và Nagasaki, nhưng vì vụ nổ thải ra một lượng vật liệu hạt nhân quá lớn, trong đó bao gồm những chất đồng vị phân rã lâu hơn, nên Chernobyl không thể hồi sinh như hai thành phố tại Nhật Bản được. Thêm một yếu tố đáng lo sợ nữa là ở Chernobyl, không chỉ có quan tài lò phản ứng đã trở nên cũ nát, có nguy cơ đổ sập và rò rỉ phóng xạ bất kỳ lúc nào, mà còn có những nghĩa địa lộ thiên của rất nhiều phương tiện cứu hộ từng lao đến nhà máy điện làm nhiệm vụ đúng vào đêm xảy ra vụ nổ. Tất cả vẫn nằm chỏng chơ trên mặt đất mà chưa được chôn vùi xử lý. Rất nhiều xe tăng, máy bay, cần cầu, xe vận tải cứu hộ, v.v. Chúng từng được sử dụng trong chiến dịch dọn dẹp hậu quả và đã bị nhiễm xạ nặng, hiện vẫn đang phơi mình trong khu vực cách ly quanh lò phản ứng. Những tòa nhà bị bỏ hoang sau cuộc sơ tán khẩn cấp cùng nhiều đồ đạc nhiễm xạ đã góp phần cộng thêm yếu tố ô nhiễm, làm cho vùng này trở thành nơi nhiễm phóng xạ đậm đặc nhất trên thế giới. Trái ngược hẳn với Chernobyl, sau khoảng 78 năm sau ngày Mỹ ném hai quả bom xuống Hiroshima và Nagasaki, tới nay cả hai thành phố này đã hồi sinh một cách ngoạn mục. Với những nỗ lực tái thiết thần kỳ của người Nhật, nơi từng là đống đổ nát hoang tàn với 90% cơ sở hạ tầng bị tan phá bởi Little Boy và Fat Man xưa kia, nay đã đổi mình thành những thành phố phát triển và xanh tươi. Thống kê cũng cho thấy, tỷ lệ người dân mắc ung thư hiện nay ở cả hai thành phố không có sự cách biệt là mấy so với các thành phố khác của Nhật Bản nói riêng và các nơi trên thế giới nói chung. Còn với Chernobyl, sau 32 năm xảy ra thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất trong lịch sử loài người, cùng với chi phí dọn dẹp rác thải hạt nhân đắt đỏ đứng hàng thứ hai thế giới, chừng độ 52 tỷ đô la, nơi đây hiện vẫn là một khu vực điêu tàn hoang phế. Và giả dụ nếu bạn muốn cư ngụ tại đó, các nhà khoa học cảnh báo rằng
bạn sẽ có nguy cơ bị ung thư cao tới mức không thể đo đếm được. Những hệ lụy chết người phải 3.000, 20.000 hay 100.000 năm nữa con người mới có thể sống được ở Chernobyl. Lại nói những chiếc quan tài bê tông được xây phủ lên lò phản ứng số 4 tại Chernobyl trong điều kiện thi công vội vàng cầu thả trước đây. Giờ đây, chúng đã hư hại nặng tới mức chỉ cần một rung động nhẹ của trái đất hay những trận bão thì cũng có thể khiến nắp trần của nó sụp đổ. Ước tính khoảng 95% nhiên liệu hạt nhân, khoảng 180 tấn nhiên liệu phóng xạ trong lò phản ứng tại thời điểm xảy ra vụ nổ vẫn còn nằm lại bên trong chiếc quan tài này. Để có thể giam giữ lượng phóng xạ có thời gian phân rã tới 100.000 năm này, việc xây dựng một quan tài có khả năng chôn vùi vĩnh viễn những thứ bên trong lò phản ứng Chernobyl số 4 rõ ràng là một thách thức cho nhiều thế hệ sau này. Trong khi đó, các chuyên gia hạt nhân đang làm nhiệm vụ dọn dẹp hiện trường ước tính rằng sớm nhất thì cũng phải sau 3.000 năm nữa con người mới có thể quay trở lại đây để mà sinh sống. Phóng viên Eben Harrell và James Marson của Time viết rằng do các đồng vị phóng xạ thoát ra trong một vụ nổ hạt nhân có thể phát xạ tới hàng chục nghìn năm, nên việc dọn dẹp hiện trường không chỉ là việc của nhóm phản ứng đầu tiên, mà còn là việc của các thế hệ sau hoặc sau nữa. Quý khán giả thân mến của Tri Thức Mới, được biết, khi được hỏi bao giờ con người mới có thể quay trở lại sinh sống ở khu vực quanh lò phản ứng hạt nhân, giám đốc nhà máy điện hạt nhân Chernobyl là Ihor Gromykin khi ấy đã trả lời, ít nhất phải 20.000 năm sau. Còn Sergei Parashin, một kỹ sư làm việc tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl từ năm 1977 cho đến khi xảy ra thảm họa năm 1986, đã từng hối hận chia sẻ rằng trước đây, chúng tôi cho rằng chúng tôi có đủ khả năng kiểm soát nguồn năng lượng hạt nhân tại nhà máy Chernobyl. Chúng tôi tin rằng mình có thể buộc thiên nhiên phải cúi mình trước ý chí của chúng tôi. Không có gì chúng tôi không thể làm được. Tất nhiên, đến ngày hôm ấy, chúng tôi mới biết là mình đã sai. Kính thưa quý vị, nói đến người giàu nhất Hồng Kông, tỷ phú Lý Gia Thành thì hẳn là gần như ai cũng biết. Tuy nhiên lại không mấy ai biết rằng vị tỷ phú này vốn đã trải qua một tuổi thơ bần hàn cơ cực và phải tới khi trưởng thành, có cơ duyên gặp được một vị cao nhân phong thủy chỉ điểm cho, thì sự nghiệp của ông mới phất lên như là diều gặp gió, rồi sau đó trở thành nhà tài phiệt số 1 Hồng Kông. Trận chiến về phong thủy giữa tập đoàn Trường Giang của tỷ phú Lý Gia Thành với hai tập đoàn tài chính khác cũng không kém màu sắc ly kỳ và hấp dẫn. Vậy bí quyết thành công đằng sau hai chữ phong thủy ấy là gì? Có thể dùng phong thủy để thay đổi số mệnh và chiêu mời công danh phú quý hay là không? Ngay sau đây, Lê Minh xin kính mời quý khán giả hãy tiếp tục theo dõi câu chuyện trong khuôn khổ của video này. Năm 1958, Lý Gia Thành, lúc đó 30 tuổi, chỉ là một doanh nhân nhỏ đang điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Trường Giang và nhà xưởng được chia thành hai phần. Một bên dựa vào sản xuất đồ chơi nhựa đã hoạt động trong nhiều năm. Một bên thì đang nghiên cứu phát triển sản phẩm mới là hoa nhựa. Tại sao Lý Gia Thành xem trọng hoa nhựa? Một ngày nọ, khi đang đọc một tạp chí tiếng Anh, ông phát hiện ra một công ty của Ý đã phát triển kỹ thuật làm hoa nhựa và sắp sản xuất hàng loạt, đồng thời sẽ sớm tung ra thị trường châu Âu. Lý Gia Thành, một người khá có đầu óc kinh doanh, ngay lập tức nghĩ rằng người châu Âu và người Mỹ thích trang trí hoa trong nhà và ngoài trời, nhưng nhịp sống hiện đại quá nhanh khiến mọi người không có thời gian để chăm sóc những loại cây yêu kiều cao quý. Hoa nhựa vừa khớp bổ khuyết điểm này, nhất định sẽ bán chạy. Đương thời mọi thứ ở Hồng Kông đều hướng đến châu Âu và Hoa Kỳ, và hoa nhựa nhất định sẽ thịnh vượng ở Hồng Kông. Nói làm là làm, Lý Gia Thành đã nắm bắt cơ hội kinh doanh, quả nhiên rất nhanh được nếm quả ngọt. Hoa nhựa của ông bán rất chạy, làm ăn phát đạt. Nhưng do đơn đặt hàng quá nhiều, sản phẩm sản xuất cung không đủ cầu, nên nhà máy của Lý Gia Thành xuất hiện tình huống giảm chất lượng để đáp ứng đơn hàng. Ác quả của sự làm ăn bất thành tín cũng nhanh chóng biểu hiện. Nhiều khách hàng yêu cầu trả hàng, ngân hàng truy nợ, khách hàng đòi tiền, nhà máy nhựa của ông Thành đứng bên bờ vực phá sản. Để cứu vãn công ty, người vợ sau của ông Lý Gia Thành, biểu muội Trang Nguyệt Minh, đã phải đem bán hết đồ trang sức của mình để trả nợ. Lần tai nạn này khiến Lý Gia Thành ý thức được sự trọng yếu của thành tín. Nhưng việc điều chỉnh để vực dậy một doanh nghiệp đâu có dễ dàng gì. Lẽ nào bản thân ông thực sự giống như những gì tiên sinh toán mệnh nói khi ông 14 tuổi? Lý Gia Thành không cam lòng. Vậy thì tiên sinh toán mệnh đã nói điều gì? Hai lần bói mệnh của tỷ phú Lý Gia Thành. Khi Lý Gia Thành còn nhỏ, gia đình ông vì để tránh chiến loạn đã rời Quảng Châu đến Hồng Kông. Nhưng không lâu sau đó, Hồng Kông cũng bị quân đội Nhật Bản chiếm đóng.
Lý Gia Thành vốn xuất thân từ một gia đình nghèo khó nên đã có một khoảng thời gian rất khó khăn. Lúc đó cậu bé Lý Gia Thành luôn hiện diện với hình ảnh mặt mũi lấm lem. Năm 1942, khi Lý Gia Thành 14 tuổi, một tiên sinh toán mệnh nhìn thấy ông hai mắt u buồn, thân hình gầy còm, nói với mẹ của ông rằng đứa trẻ này sau này khó thành đại khí. Nếu an phận thủ thường thì có thể miễn cưỡng mưu sinh, nhưng muốn bay lên đỉnh cao thì không có phúc phận này. Kể từ đó, Lý Gia Thành không thích toán mệnh cho lắm. Tuy nhiên, điều mà ông không ngờ tới là trong một bữa tiệc năm 1958, ông lại gặp một tiên sinh toán mệnh khác. Người này không chỉ mang đến một bước ngoặt lớn trong cuộc đời ông, mà còn trở thành thầy phong thủy luôn bên cạnh ông trong tương lai. Người này chính là Bác Trần. Nói về Bác Trần, thân phận của ông cũng có nhiều màu sắc thần kỳ. Danh tự của ông là Trần Lãng, người Tứ Xuyên, thuở ấu niên, gia cảnh phú quý. Khi còn nhỏ thì ông đi ngang qua một gian hàng xem toán mệnh, đã phát sinh hứng thú nồng hậu đối với thuật toán mệnh và huyền học phong thủy. Do đó cha mẹ ông liền mời hai vị thầy giỏi đến truyền thụ cho ông tri thức về phương diện này. Trần Lãng sau này tin theo đạo giáo, tinh thông kinh dịch bát quái, đặc biệt rất giỏi về phong thủy và tướng thuật. Do thân thế không tệ, lại có thêm lưỡng tài xem tướng và toán quái chuẩn xác, Bác Trần không lâu sau đó đã trở nên nổi danh khắp Hồng Kông. Lý Gia Thành, người vốn đối với toán mệnh thì không có hứng thú gì, nhưng sẵn sàng lắng nghe. Vì vậy Bác Trần đã hỏi ông một câu là cậu hy vọng kiếm được bao nhiêu tiền trong cuộc đời này. Lý Gia Thành trả lời 30 triệu là rất đủ rồi. Bác Trần bèn nói tài khố trong mệnh của cậu không bình bình mà nó luôn tràn đầy. Cậu thì nhất định sẽ trở thành người giàu có nhất Hồng Kông trong tương lai. Những lời tiên đoán của Bác Trần đối với Lý Gia Thành, người đương thời đang ở thời kỳ thấp kém nhất, không nghi ngờ gì đã trở thành nguồn cổ động to lớn, đồng thời cũng tiếp thêm mấy phần dũng khí cho ông. Chính trong năm này, Lý Gia Thành tiến nhập vào lĩnh vực bất động sản và sự chỉ điểm của Bác Trần là không thể thiếu để tư vấn cho ông mua đất đai và bất động sản. Sự phát triển sự nghiệp sau đó của Lý Gia Thành quả thực như Bác Trần dự ngôn, càng làm càng lớn. Vào những thời điểm cả thương trường phải đối diện trước nguy cơ khủng hoảng kinh tế, ông vẫn kiếm được tiền trong khi người khác thua lỗ, tích lũy được khối tài sản khổng lồ và thực sự trở thành người giàu nhất Hồng Kông. Về phần Bác Trần, Lý Gia Thành kể từ đó đã xem ông ấy như là thượng khách. Không chỉ văn phòng của Lý Gia Thành được bài trí theo ý kiến của Bác Trần, mà căn biệt thự ở lưng chừng núi nơi ông sống cũng đã được chuyển đi sau khi thỉnh Bác Trần về xem phong thủy. Việc Lý Gia Thành đã có thể bình an trong trận đại chiến phong thủy sau đó ở Trung Hoàn Hồng Kông lại càng ly kỳ hơn. Tất cả là nhờ sự giúp đỡ của Bác Trần. Câu chuyện này là thế nào? Chúng ta hãy cùng theo dõi. Trận chiến phong thủy kinh tâm động phách. Trước tiên hãy để chúng tôi cho quý vị xem một bức ảnh. Như chúng ta đã thấy, ba tòa nhà cao tầng từ trái sang phải là tháp Trung Ngân, ngân hàng của phía Trung Quốc, tòa nhà trung tâm tập đoàn Trường Giang và tòa nhà ngân hàng HSBC của Hồng Kông. Trong số 3 tòa tháp cao ốc trên thì tòa HSBC là tòa nhà được xây đầu tiên. Họ có mời cao nhân thiết kế phong thủy tư vấn, làm ăn luôn thuận lợi, tài nguyên dồi dào. Sau đó tháp Trung Ngân của tập đoàn Trung Quốc bỗng đầu xuất hiện với thiết kế tam diện cương đao. Một mặt sắc cạnh của tòa tháp này chĩa thẳng vào ngân hàng HSBC. Kể cũng lạ, kể từ ngày đó, HSBC luôn gặp chuyện bất hảo. Không chỉ làm ăn xuống dốc mà giá cổ phiếu cũng theo đó giảm mạnh. Phải làm thế nào đây? Sau khi tham khảo ý kiến của cao nhân phong thủy, HSBC nhanh chóng bố trí hai khẩu pháo bằng thép dài 17m trên tầng cao nhất. Nòng pháo nhắm trực diện vào tháp Trung Ngân, hình thành thế pháo đao đối chiến. Ở trong phong thủy học cũng được gọi là đao lai pháo vãng, ý tứ là đao xông tới, pháo bắn qua. Vậy là kể từ đó HSBC đã hóa giải được nguy cơ âm hiểm của đối phương. Có một tình tiết nhỏ về khẩu pháo phong thủy trên lầu ngân hàng HSBC. Chuyện kể rằng một năm nọ, một cơn bão đã thổi lệch khẩu đại bác trên tầng cao của ngân hàng, khiến cho nòng pháo chỉ lệch vào ngân hàng Standard Chartered. Đây không phải là một chuyện nhỏ, vậy là một lá thư của luật sư từ ngân hàng Standard Chartered đã được gửi đến ngân hàng HSBC yêu cầu định hạn sửa chữa. Có vẻ như mọi người đều rất tin vào phong thủy. Trận chiến phong thủy Trung Hoàn kinh tâm động phách này được nhiều người Hồng Kông biết và lưu truyền rộng rãi. Quý vị quan tâm có thể xem thêm các bài viết với tựa đề là Hồng Kông phong thủy trận để biết thêm chi tiết. Vậy còn tòa nhà trung tâm tập đoàn Trường Giang của tỷ phú Lý Gia Thành nằm giữa hai đại lầu của cuộc chiến phong thủy này thì có gì náo nhiệt? Vào đầu những năm 1990, chính phủ Hồng Kông đã cấp cho Lý Gia Thành một khối phong thủy bảo địa, là mảnh đất nằm giữa tháp Trung Ngân và tòa HSBC. Có thể làm gì đây? Trụ sở của tập đoàn Trường Giang bị kẹt giữa họ, chẳng phải sẽ trở thành thế đao kề cổ pháo thọc lưng hay sao?
Sau đó, chính Bắc Trần đã chỉ điểm biện pháp cho Lý Gia Thành phá vỡ hung khí phong thủy. Lần đầu tiên nhìn vào tòa nhà trung tâm tập đoàn Trường Giang, nhiều người cảm thấy nó không có gì đặc sắc và thiếu đi vẻ đẹp của các đường nét. Nhưng huyền cơ ẩn phía sau nó lại đầy thâm sâu. Kiến trúc sư thiết kế tòa nhà này là Cesar Pelli đã từng nói Lý Gia Thành rất giỏi về phong thủy. Ông ấy tin rằng một tòa nhà hình hộp vuông vức có thể chống lại sát khí của tháp Trung Ngân. Kỳ thực nó không chỉ là một hình vuông, mà bốn mặt tòa nhà, các góc cạnh đều được làm nhẵn. Một số thầy phong thủy nhận xét rằng điều này là để tránh quá sắc bén sẽ va chạm với tòa tháp Trung Ngân. Ngoài ra, tòa nhà của tỷ phú Lý còn được bao bọc bởi kính chống đạn để làm lá chắn, che chắn tác hại từ khẩu pháo phong thủy của HSBC từ phía bên kia phóng sang. Nhìn phía bên ngoài, tòa nhà trung tâm tập đoàn Trường Giang của ông Lý Gia Thành trông giống như một pháo đài bằng sắt và thép vậy. Lại nói, với chiều cao 283m của tòa nhà trung tâm tập đoàn Trường Giang cũng rất đặc biệt. Bản thân Lý Gia Thành đã nói, tôi làm theo kiến nghị của thầy phong thủy của tôi. Tòa nhà trung tâm tập đoàn Trường Giang nên cao hơn trụ sở chính của HSBC 179m bên cạnh nó, nhưng lại thấp hơn tháp Trung Ngân 367m ở phía bên kia. Nếu từ tháp Trung Ngân và HSBC vẽ một đường chéo từ đỉnh cao nhất, thì đỉnh của trung tâm tập đoàn Trường Giang nằm bên dưới đường chéo này. Thầy phong thủy lý giải, điều này chính là để tránh điểm tương giao giữa đao và pháo. Quả nhiên, sau khi tòa nhà trung tâm tập đoàn Trường Giang hoàn thành, nó không hề bị ảnh hưởng bởi phong thủy sát khí bởi hai tòa nhà bên cạnh, và sự nghiệp của Lý Gia Thành như mặt trời giữa trưa, quả là các người đao thương kiếm vũ, ta đây sân vắng tản bộ vậy. Nói đến đây, một số quý khán thính giả có thể nói thầy phong thủy tốt như vậy ư? Một ngày nào đó, tôi sẽ tìm một thầy phong thủy nào đó để coi. Ở đây chúng tôi khuyên mọi người nên hết sức cẩn trọng với ý nghĩ này, bởi tìm được một cao nhân chân chính không dễ. Nếu gặp phải thầy phong thủy dởm, lừa gạt thì tự mình chuốc lấy khổ đau. Vậy thì liệu có cách nào tốt để có được nhân sinh phú dụ? Có lẽ bạn có thể lắng nghe những lời mà bác Trần lưu lại dưới đây. Bí quyết của giàu sang phú quý. Lại nói năm 2002, một bậc thầy phong thủy bác Trần là người đang sống ẩn cư ở núi Thanh Thành, Tứ Xuyên bị bệnh nặng, được gửi đến bệnh viện và viện điều dưỡng Hồng Kông, nơi ông sống trong phòng bệnh tốt nhất với các bác sĩ và dịch vụ tốt nhất. Lý Gia Thành cũng biết tin và đến thanh toán toàn bộ chi phí y tế. Tuy nhiên, sau khi trải qua 3 cuộc phẫu thuật tiêu tốn hàng chục triệu đô la Hồng Kông chi trả cho dịch vụ y tế và chịu rất nhiều đau đớn thì bác Trần vẫn qua đời. Trước khi qua đời, bác Trần đã tiết lộ lý do khiến bác phải trải qua 3 cuộc phẫu thuật và chịu nhiều đau đớn như vậy là do đã tiết lộ quá nhiều thiên cơ và bị trời phạt. Vào những ngày cuối cùng của ông, nhiều người giàu có và nổi tiếng đã đến xin lời khuyên làm thế nào để đạt giàu có và danh vọng lâu dài. Những bí quyết làm giàu cuối cùng của bác Trần đã được lan truyền trên Internet. Dưới đây là một số đoạn trích, mọi người có thể cùng nghe xem có hợp lý không nhé. Bác Trần nói, làm ăn thì phải đi cho chính lộ, bản thân có chủng nhân phúc đức thì thành công là vấn đề sớm muộn. Có nhiều phúc chủng, duyên tự nhiên đến rất nhanh, không được sốt ruột, đi chính lộ, làm ăn đường đường chính chính, quy quy củ củ cũng sẽ tạo phúc, là một tấm gương sáng cho người ta học tập. Loại phúc đức đó không thể tính bằng tiền vài trăm triệu được. Nhất quyết không được đi oai lộ, tức là đường tà, nếu không sẽ tổn phúc rất là nhanh. Dẫu trong mệnh bản lai có phúc nghìn tỷ, nếu đi oai lộ sẽ giảm chỉ còn một phần nghìn. Nghĩ rằng mình đã thành công, nhưng mà không biết rằng tướng lai tạo thành ác quả. Thực ra là cái được chẳng bỏ cho cái mất. Ông cũng đề cập thêm, hiện tại thế đạo rất bại hoại, người ta vì cầu danh cầu lợi mà không từ thủ đoạn. Vấn đề nảy sinh là do không có tuân theo thánh giáo, không có liêm sỉ, chứ đừng nói là đến nhân nghĩa hay là đạo đức. Những người các bạn, nếu muốn đời này qua đời khác bảo lưu phú quý, điều trọng yếu là phải đề xướng thánh giáo. Mọi người đều có liêm sỉ thì nhân họa sẽ bớt đi. Nhân họa bớt đi thì thiên nạn tự nhiên cũng giảm mà thôi. Cổ nhân Trung Quốc có nói, nhất mệnh, nhị vận, tam phong thủy. Lại cũng nói, tích thiện nhân gia tất hữu dư khánh. Ý tứ là tích đức hành thiện thì toàn gia ắt có dư phúc lành. Muốn có hảo mệnh giàu sang phú quý, không phải cứ bày trận đồ phong thủy là có thể hữu dụng. Bởi đức không đủ mà đắc được danh lợi không nên đắc thì cuối cùng sẽ không bền lâu. Chẳng hạn nói, trong thực tại cuộc sống, mọi người thường thấy một số nghệ sĩ đột nhiên nổi tiếng, kết quả không lâu sau họ thanh danh bê bối, thân bại danh liệt. Có quan chức thăng tiến vùn vụt, chẳng được mấy năm sau đã lại vào tù. Do đó hành thiện tích đức mới là chân chính đạt được hảo mệnh. Quý khán thính giả thân mến, nếu câu chuyện phong thủy của tỷ phú Lý Gia Thành và lời khuyên của bậc thầy phong thủy bác Trần vẫn chưa đủ chúng ta thỏa mãn, thì vậy ngay sau đây, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị một câu chuyện được lưu truyền trong dân gian về một nô tài cải mệnh thành quan lớn. Tình tiết câu chuyện như sau.
Câu chuyện Trịnh Hưng Nhi cải mệnh. Thưa quý vị, vào thời nhà Minh, có một thầy xem tướng nổi tiếng tên là Viên Củng, tự Liễu Trang. Ông là tác giả của cuốn sách Liễu Trang Thần Tướng. Đây là cuốn sách cơ bản phải đọc đối với những người học tập tướng thuật. Lại nói, Viên Củng bằng huệ nhãn đã biết Chu Đệ là Chân Long Thiên Tử khi ông ấy vẫn còn là Yên Vương. Sau khi Chu Đệ lên ngôi, đã phong Liễu Trang làm quan tam phẩm. Viên Củng có một người con trai tên là Viên Trung Triệt. Cậu cũng được cha truyền cho tướng thuật, xem tướng giúp người rất là chuẩn xác. Đương thời có một viên quan bộ lang họ Vương, trong nhà có người thường xuyên đau ốm, nên là khuôn mặt của ông luôn buồn bã. Một ngày, Viên Trung Triệt đến thăm, đang nói về chuyện này, thì có một người hầu tên là Trịnh Hưng Nhi, tình cờ mang trà đến. Viên Trung Triệt liếc nhìn người hầu và kinh ngạc nói, thì ra nguyên lai là thế. Sau khi người hầu này rời đi, thì cậu nói với Vương Bộ Lang rằng người hầu này vận mệnh đa đoan, phương hại đến gia chủ. Vương Bộ Lang mặc dù không muốn bỏ rơi Trịnh Hưng Nhi, trung thành, làm việc siêng năng, nhưng mà nghĩ vì đến người nhà của mình thì ông đành giải thích lý do với Trịnh Hưng Nhi và đuổi anh ta đi. Tự nhiên sau đó mọi người trong nhà bình an, toàn gia đều cảm thấy Viên Trung Triệt quả là tướng thuật rất chuẩn. Trịnh Hưng Nhi này thực sự là một người trung hậu, tuy vô cớ bị đuổi đi nhưng mà anh ta không oán hận. Tạm thời không có nơi nào để đi, vì vậy anh ta sống tạm qua ngày trong một ngôi đền đổ nát. Một ngày nọ, Trịnh Hưng Nhi đi vệ sinh và nhìn thấy một chiếc túi vải treo trên tường. Khi mở nó ra thì trong đó là hơn 20 lượng vàng. Lúc đó anh ta vô cùng hưng phấn. Tạo hóa, có chỗ vàng này thì không còn bị sợ nghèo nữa, bị chủ nhân đuổi đi cũng không thành vấn đề. Nhưng mà sau khi suy nghĩ lại thì viên thần tướng nói là mình mệnh vốn nghèo khổ, làm sao có phúc khí mà tiêu thụ mấy lượng vàng này. Khổ chủ mất đi một số tiền lớn như vậy, nhỡ phát sinh chuyện gì bất hảo thì sao? Hay là đợi khi có người tìm đến trả lại cho họ? Sau khi quyết định thì Hưng Nhi liền đợi nguyên ở chỗ đó. Sau khi trời tối thì anh tìm một chiếc chiếu rơm trải ra và ngủ tiếp đi. Ngày hôm sau, trời vừa rạng sáng, liền thấy một người đầu bù tóc rối, hai mắt đỏ hoe xông vào. Nhìn thấy vách tường trống không, mặt biến sắc nói, đồ mất rồi, làm sao trở về đây? Sau đó anh ta đập đầu vào tường. Hưng Nhi vội vàng bước tới ngăn anh ta lại và hỏi, hóa ra người này họ Trương, mọi người gọi là Trương Đô Quản, đến từ phủ Hà Gian. Lần này lên kinh thành là thay cho chủ nhân họ Trịnh của anh ta đến bộ binh khai thông quan hệ, tìm kiếm một chức vị. Không ngờ ngày hôm qua, số vàng chủ nhân đưa cho lại mất đi, quay về cũng không có cách nào để mà giải thích được, chẳng lẽ đập đầu vào tường mà chết cho xong. Nghe vậy, Trịnh Hưng Nhi vội vàng lấy gói đồ ra trả lại cho anh ta. Trương Đô Quản vui mừng khôn xiết, muốn tặng một nửa số vàng cho Hưng Nhi. Hưng Nhi nói, nếu tôi mà tham lam số vàng của cậu ngày hôm qua, thì tại sao tôi phải đợi đây chịu khổ cả đêm? Tôi đã có thể mang đi cả rồi. Trương Đô Quản dùng số tiền này đã tìm được một quan chức tuần phủ cho chủ nhân họ Trịnh. Đồng thời ông ta cũng đưa Trịnh Hưng Nhi về nhà để mà báo tin vui và nói với chủ nhân của mình về sự tình Trịnh Hưng Nhi thấy tiền không tham. Chỉ huy Trịnh đã gần 60 tuổi mà không có người nói dõi. Ông gọi Trịnh Hưng Nhi đến xem và nói, đây không phải là tướng thấp hèn, khí lượng rộng lớn, trạch tâm nhân hậu, cậu ta tương lai tất có tiền đồ. Vì vậy Trịnh Hưng Nhi được nhận làm con nuôi của ông và được đổi thành Trịnh Hưng Bang. Sau đó chỉ huy Trịnh liên tiếp được thăng chức, được điều chuyển đến kinh thành và thăng tiến quan lộ, trở thành tướng quân, còn Trịnh Hưng Bang cũng trở thành võ quan. Trịnh Hưng Bang nghĩ rằng bản thân mình từ ngày rời kinh đô đến nay chưa đầy 3 năm, nó giống như là một giấc mơ vậy. Lúc này Vương Bộ Lang vẫn còn ở kinh đô, nghĩ đến chủ nhân trước đây đã đối xử tốt với mình nên muốn đến thăm, nhưng lại sợ cha nuôi phật ý nên đã thương lượng với cha nuôi. Kết quả là nghĩa phụ khen ngợi anh và nói, quý không quên nợ, mới không quên cũ, đều là ứng xử nhân sinh tốt đẹp, con cứ đi đi. Trịnh Hưng Bang mặc y phục bình thường đến phủ Vương Bộ Lang cầu kiến. Sau khi tiến vào hành đại lễ, Vương Bộ Lang nhất thời không nhận ra anh, vội nói ông không dám. Trịnh Hưng Bang bèn nói, chủ nhân không nhận ra Hưng Nhi sao? Vương Bộ Lang lại gần nhìn kỹ mới biết đó thực sự là người hầu mà ông ta đã đuổi đi năm đó. Vương Bộ Lang hỏi chuyện gì đã xảy ra, Trịnh Hưng Bang liền kể về nghĩa phụ của mình. Trong khi trò chuyện, người hầu thông báo Viên Trung Triệt đến thăm. Vương Bộ Lang bèn cười lớn, hôm nay đến hãy chế nhạo cậu ta một bữa, bảo Trịnh Hưng Bang thay y phục thành một người hầu trong nhà và vẫn ra phục vụ trà. Khi Viên Trung Triệt đang tiếp trà, nhìn thấy Trịnh Hưng Bang liền ngạc nhiên nói, đây là một vị võ tướng đai vàng, tại sao lại là người hầu trong phủ? Vương Bộ Lang nói, đây là người hầu Hưng Nhi mà ta đã đuổi ra ngoài trước đây, giờ đã quay lại rồi.
Viên Trung Triệt liền cẩn thận nhìn Trịnh Hưng Bang và trả lời: trước đây tôi không sai và hôm nay tôi cũng không sai. Nhìn vào đường âm đức của Lang Quân, tất là nhờ cứu tính mạng người hoặc là hoàn trả lại vật cho người mà cốt tướng đã biến, phú quý vì thế mà tới. Lúc đó Trịnh Hưng Bang kinh ngạc thốt lên: Viên gia quả là thần tiên mà. Sau đó liền kể lại chuyện trả lại vàng cho người. Vương Bộ Lang sau khi nghe xong cũng ấn tượng không thôi, nói: Trịnh quân hành đức, Viên công thần tướng, đúng là bất hủ. Sau đó một bữa tiệc được bày ra, ba người tận hưởng rồi vui vẻ chia tay. Đây thực sự là một kết thúc có hậu cho tất cả mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vì khuôn khổ thời gian có hạn nên video câu chuyện Đông Tây của Trí Thức Mới xin tạm khép lại tại đây. Trước khi giờ còn màn hình, mong quý vị đừng quên chia sẻ tin bài, bấm theo dõi kênh của chúng tôi trên nền tảng YouTube. Lê Minh trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại.